Rồi chị em mình vô lại dùng nguyên nhá. Thao Nam em còn tự nhiên đang like áo mất tiêu. Vô lại dùng nguyên đi chị em mình ơi, tương tác cho Nguyên nha. Rồi chị em mình thấy Nguyên rồi, tương tác lại dùng Nguyên nhá. Đang like áo mất tiêu rồi. Có chị nào còn ở like cũ không biết. Rồi vô lại dùng Nguyên nhá. Hello cả nhà. Chấm lên lại luôn dùng Nguyên này chị em mình ơi. Chị nào thấy rồi chấm lên lại dùng Nguyên nhá. Đang like bị áo mất tiêu. Rồi vào nhanh luôn. Lên luôn. Cho một cọc áo thun người bán tặng đi. Cho xã hai cọc áo thun kiểu này bán tặng phát này. Rồi tương tác đi lại chị em mình ơi. Đây bên này. Ừ. Boris bán tặng như vậy mình hai cọc áo thun nữa. Cố gắng mỗi chị lại được chia sẻ dùng Nguyên nhá. Mình đang đó, hai cặp đó. Cặp tiếp theo ấy, bỏ cặp này lại. Rồi vào nhanh em bán tặng như vậy mình cặp áo phong phong. Ồ rip hái kiểu nha. 348 có, từ tạm chờ nguyên con này xíu vậy mình ơi. Rồi tặng hết cái này đã nè. Bán tặng hết cái này đã nè. Tự nhiên đang like ao mất tiêu. Phao từ từ chờ em xíu. Ồ. Rết xịn, rết thái luôn, xịn nè. Nhanh nhá, 52 đổ về cho em chốt đẹp. Con này em bán tặng nha. Dạ nhà em đang chốt đó chị. Đang chốt đó. Rồi cho nguyên con này tặng 39.000 con. Nha, rết thái hàng 59.000. Size này dành cho trẻ mình 52 đổ về là chị em chốt ok. Tặng 39 trắng nhá. Cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ dùng nguyên dạng mình thôi. Tặng 39 trắng luôn. Chốt mã tặng 39 trắng. Thứ con cái này em bỏ lên bán tặng nó. Rồi lên liên dược mã nè. Tương tác thôi, 39 hồng luôn, 55 đổ về. Nhớ luôn dùng nguyên con này dòng Xuân Thái nhé. 39 hồng, chút 39 hồng cho Nguyên là được. Lên mã hồng 39, quá là đẹp. Lên mã hồng 39k cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Nhớ là chia sẻ với Nguyên nha. Rồi lên mã 39 hồng, con này cổ theo, nhớ là Xuân Thái mà Boris mà đi chị em mình tặng 39.000. Rồi chị nào lấy chút nhanh tay nhé. Lên mã cổ hồng. Comment mã cổ hồng. Rồi cho nguyên con này cổ trắng luôn. Trời ơi. Tặng 39.000 luôn. Size 52, 55. Cái này mang ôm body nha. Đó trước con này dòng thấy trắng rồi nha. Dòng rip nên là sẽ mang ôm body. Dễ mình bao nhiêu ký cũng mang ôm body hết. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cổ trắng. Cổ trắng. Em bán tặng 39.000. Không có 85 ký hay chị nhà em không có cái nào 85 ký hết. Rồi lên mã tặng cổ trắng cho Nguyên 39.000. Lên mã cổ trắng 39 cho Nguyên là được. Cổ trắng 39 hồng em hết rồi. Cổ trắng 39 nhá. Nhớ hồng là cho Angle thu lục. Em nói nè, toàn bộ body là sẽ là mang ôm body. Chị nào cảm thấy mình mang ôm body được chị em mình đã chốt nha. Chứ không có công về toàn bộ là hàng theo Thun Thái body 59.000 em bán tặng chị em 39.000. Cổ trắng là đổ thu hàng. Còn một cái cổ trắng. Lên mã tặng 39.000 trắng. Cổ trắng 39k luôn dùng Nguyên nhé. Cổ trắng 39k luôn. Cổ trắng cho thị trường. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Lên mã tròn trắng còn cái này nè. Đi 39.000. Sao em sắp lên rồi đây chị để đợi view lên xíu nữa kìa. Tự dưng đang like cái ao mất tiêu buồn thấy dễ sợ. Rồi chị nào lấy cái này lên trắng. Áo em đang mang từ từ chờ em xíu. Rồi chị nào lấy tròn trắng có cái tặng 39.000 luôn. Này dạ mình nhìn nè. Body body này là mang ôm body nhá. 52 ký đổ về. Lên mã tròn trắng 39.000 luôn. Tròn lên mã tròn trắng 39 luôn dùng Nguyên nhé. Tròn vàng 39 luôn. Tròn vàng 39 luôn. Trắng tròn cho Hồ Nguyễn Tường Ni. Tròn vàng 39 luôn, chị nào lấy tròn vàng lên tròn vàng. 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Chắc Boris như vậy mình nhìn tặng 39.000. Lên mã tròn vàng tặng 39, chị nào lấy tròn vàng tặng 39 chốt. Nhanh tay nha. Tròn vàng. Tròn trắng hết tặng 39.000. Rồi lên mã cổ trắng tặng 39.000 luôn. Cố gắng chia sẻ với Nguyên nha dạ mình ơi. Ui là trời. Tròn ơi. Vàng cho Thu Thủy. Con này chờ em xíu, con này em bị lỗi vải xíu là lúc người ta làm vải như thế này nè. Thì dạ mình giặt thử nhé.
giặt thử nhá. Ở trong thì ở ngoài như thế này thì ít thấy này. Ít thấy, giờ lật ở trong ra thì thấy nó nói hơn. Rồi lên cổ không, cái này bán tặng không đồng, do bị dơ này. Cái này em không biết giặt ra hay không nha. Rồi chị nào lấy cái này lên bán không đồng, comment mã không đồng cho Nguyên là ok. Áo pha em đang mang chờ em trước. Rồi lên cho Nguyên mã không đồng nhá. Chút mã không đồng, comment mã không đồng. Rồi 52 độ về, chị nào lấy cái này lên mã cổ, cổ hồng cho Nguyên là được, toàn bộ là theo nhé. Comment mã cổ hồng đồng cho Đỗ Thu Hà. Con này toàn bộ là theo, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này, lên luôn dùng mã theo hồng. Theo hồng 39.000 luôn, tặng theo hồng 39. Chị nào lấy theo hồng 39 chốt nhanh tay. Theo hồng 39 cho Nguyên nhé. Cổ trắng còn cái 39.000. Không đồng hết rồi nha. Em nói không đi nhập được ra giá này đâu, tự dưng hôm nay đào like. Đào like lên cho nó cho vui, cho nó khí thế đào like xứ thôi, việc em không mồm không đi hàng xã. Mọi người không đi hàng xã nên là em bán tặng cho dẻo mà mến lên cho nó vui vui đầu lai xíu á. Rồi lên luôn dùng con này trắng 39.000, chứ em không đi nhập được giá của này hồng nha. Cho loan lê trắng 39.000 sau 52 này, là cố gắng mỗi chị mua hàng rẻ hàng đẹp, cố gắng mỗi chị người chia sẻ nhiều hơn nhá. Rồi lên cổ trắng cho Nguyên, chúc mã cổ trắng cho Nguyên, trắng nhá. Cho Yến Mary, trời ơi. Rồi lên mã theo, toàn bộ body thái á, dẻo mà nói thun thái á, hàng thun thái 52 độ về. Lên mã theo nu nhá, 39.000. Theo nu tặng 39 luôn. Theo nu tặng 39. Rồi lên mã V đen tặng 39 luôn. V đen tặng 39 luôn. Áo len từ từ chờ em xíu. Chị em mình mà lên dọc lên cái nào lên cái kia em không lên được đâu. Rồi lên V đen 52 độ về. V đen cho Nguyên nhá 39.000. V đen 39 mà sao bỏ xuống nha, bỏ lòng vô trắng vậy. V trắng rồi nha. V đen. Chị nào lấy V đen comment V đen. Theo nu cho Hình Thu. Trơn vàng cho Nguyên chắc này chị em mình ơi. Chắc đã lắm, 52 độ về. Áo phao đang mang 201, chờ em xíu. Dòng này cao cấp nha. Hàng này tới 899.000 cả áo kia. Chắc nó phê lắm luôn ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên mã trơn luôn. Chốt trơn cho Nguyên nhé, 39.000 luôn. Trơn vàng 39 và size này 52 độ về nhé. Chị nào lấy trơn vàng, comment trơn vàng cho mà được. 39k cho Nguyên con này chữ xanh ngọc. Chữ xanh ngọc nha, trơn vàng 39. 52 độ về là mang đẹp nhất với dạo mà thôi. Rồi lên luôn mã này là mã ngọc cho Nguyên, 52 độ về là ok nhé. Rồi lên ngọc 39k luôn ngọc. Chị nào lấy ngọc 39 chốt ngọc 39. Rồi lên mã cổ trắng theo 52, chị nào gọn lên 55 39k luôn. Chị nào lấy cổ trắng comment cổ trắng 52 và gọn lên 55 nhé. 52 và gọn lên 55 như vậy mình ơi. Mang ôm body hết. Xanh ngọc cho Thiện Thảo Võ. Chị em mình bao nhiêu ký mang cũng body hết. Còn một cái xanh ngọc nè. Còn cái xanh ngọc nè. Rồi còn cái chữ đen. Còn cái chữ đen đi 39.000 luôn. Lên mã chữ đen không không đi, đi nhập được giá này đâu. Thiệt luôn á. Rồi cho Nguyên con này. Cổ trắng cho Thúy Lê. Em đi từng Lê. Màu, từ từ chờ em xíu. Em đi từng màu thôi. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Comment mã đen nhé. Có rất là ít con này, em nói về để em trước chưa kịp có tới nhà đâu. Còn người ra người vô gì cũng bóc một con này hết. Em thì cái mua gì mua à. Ra bóc, vô bóc. Rồi nhá, chị nào lấy đen trơn. Đen trơn, chị nào lấy đen trơn, lên đen trơn cho Nguyên là được nhé. Đen cho Võ Trúc Liên. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con nè. Rồi lên mã vàng. Chốt mã vàng LV 52 độ về 39.000 luôn, vàng LV 52 độ về và LV là LV theo nha. LV theo em đi nhanh một cọc nên em bán tặng người mang đơn giản. Giờ mới thấy, đâu có thấy nãy giờ con mình gì đâu. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn chữ đen còn cái này. Chữ đen còn cái này sao? Chữ đen em đi 39.000. Chữ đen 39.000 luôn. Thảo Vương. Chữ đen 39. Rồi lên mã chữ vàng, vàng này là vàng bò nhé. Vàng này là vàng bò. Vàng LV cho Thúy Lê. Rồi chị nào lấy cái này lên mã vàng bò cho Nguyên là được. Comment mã vàng bò, chúc vàng bò cho Nguyên là ok. Cái gì cái gì đâu tự nhiên đọc tên, có comment cái gì đâu đọc tên. Tự dưng tê tê mãi bảo đọc tên cái gì. Facebook ảo à. Rồi chị nào lấy cái này lên mã vàng cho Nguyên là được. Chúc vàng cho Nguyên là ok. Comment mã vàng, sao đỏ từ từ chưa lên nhé. Từ từ em chưa lên nhé. Cái ảo mình lộn rồi. Comment gì đâu mà không thấy comment gì hết trơn á. U là trời, tuân chưa. Thấy lên đây, đây là không đọc tay mới là. Thế dễ thương ghê á, chị khai. Thì bo rip mang ôm mà. Nè, toàn bộ mang ôm mà. Cân chưa, chị nào nhanh có con này nè. Này dạo mình nhìn cái line cũng đẹp nè. Con này tặng 39.000 kiểu luôn á. 39.000 kiểu cam. Chị nào lấy kiểu cam chốt kiểu cam. Kiểu cam 39 chốt kiểu cam 39 cho Nguyên là được. Đẹp lắm, con này đẹp lắm. 40 độ lên. Thấy an nhiên nhá. Thấy an nhiên nha. Con này 55 độ về ok. Lên mã kiểu nu tặng 39 luôn. Mấy con kiểu body kiểu này đẹp lắm nè. Đi giảm 39.000. Rồi lên kiểu nu cho Nguyên là ok. 39.000 giá bán tặng như vậy mà nè.
Nè, Borip mà Borip Thái dày. Kiểu cam cho Thúy Lương. Rồi lên mã kiểu nu cho Nguyên nhé. Thì nào lấy kiểu nu, comment kiểu nu cho Nguyên. Thúy Lương lấy địa chỉ số điện thoại. Lên hết địa chỉ số điện thoại luôn trên like cho Nguyên nha. Trời ơi, mấy con này nè. Lên mã nhúng xanh. Xanh của vịt nữa chứ. U là trời. Cưng chơi cái này mà chị nào mà bụng to không thấy nè. Nè, con này cưng chưa nè. Lên mã kéo xanh. Giờ mới thấy nha. Con này lên mã kéo xanh cho kiểu Nguyên nhé. Kiểu cam hết rồi. Comment mã kéo xanh cho Nguyên là ok nè. Thằng 39.000 luôn, 52 độ về là chị em chút đẹp. Rồi lên mã kéo cho Nguyên là được 39.000. Kéo nu 39 luôn. Cặp này nữa nhé chị em mà nó kéo nu 39 cao kiểu luôn. Kiểu nu cho Ngô Minh Hiền. Chưa lên phao, chị em sắp lên phao rồi đây. Rồi kiểu ca, quên lộn. Kéo xanh. Kéo xanh cho Thu Thủy. Rồi cho Nguyên kéo nu dùng Nguyên nhé. Comment mã kéo nu. Comment kéo nu, kéo trắng. Kéo trắng. Trời ơi, chắc này, bao rít nó dài, cực kỳ dài luôn. 59.000 đây nha, em bán riêng cọc này, em bán tặng 39.000 thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên mã kiểu trắng, kéo trắng. Thấy kéo xanh rồi nha. Comment mã kéo trắng, kéo ca. Còn kéo nu. Em lên giờ chị từ từ, em đi từng màu chứ không đi hết lượt một màu đâu. Tại vì lẽ. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Kéo. Kéo cam nè, chị nào lấy kéo cam. Chốt kéo cam cho Nguyên là được. Thì Lương lấy địa chỉ số điện thoại nha. Comment mã kéo cam, sao có 60 chị ơi. Dạ đúng rồi, mạng bị nó bị ao, em đang live bị ao tiêu. Rồi chị nào lấy kéo cam, comment mã kéo cam cho Nguyên là được nha. Hết kéo rồi. Rồi lên mã Venu nhé. Còn chị em sắp lên Venu cho kéo Nguyên cam nè. Comment mã Venu à. Kéo cam đó. Kéo cam cho Thu Hồng. Venu cho Nguyên nè. Chị nào lấy Venu cố gắng hỗ trợ lực chia sẻ dùng Nguyên nhé. Con này 55 độ về chị em chút đẹp. Em bán tặng luôn chị em mình 39.000 nhé. Lên mã Venu cho Nguyên nhé. Rồi còn 3 cái kiểu. Em đây chị em phao đây. Còn 3 cái kiểu em đi chị em phao đây nè. Trời trời từ cam hết rồi nha. Đừng có hối nhé chị em mình ơi. Em lên hết á. Từ từ từng mã một dùng Nguyên nhá. Bao đẹp luôn cái dạ mà nói yên tâm đi. Yên tâm. Con này cực okay, đẹp luôn này. Lương. Ghét chưa? Kiểu này. Tay của nó này chị em mình ơi. Nhìn cái tay của nó, tay bồng bồng thanh như này. Thanh Yên là chốt hồng là không có. Hồi nãy Thanh Yên là chốt cho Thanh Yên cái kem đó. Nhưng mà không của thì chị bỏ có ra cái kem không. Thôi, không có cái hồng đâu nha. Tại vì đây rồi chị nào lấy cái này lên cái kiểu. Kiểu kem cho Nguyên nhé, 39.000. Con này tay bồng nha. 55 độ về là chị em chốt đẹp nhé. Lên mã kiểu kem cho Nguyên là ok. 39.000 cho mã kiểu kem. Rồi cho Nguyên kiểu trắng 39 luôn. Kiểu kem kiểu trắng 39 và chữ nè, chữ trắng này 39 cao luôn. Kiểu kem cho Linh Phan. Trời ơi. Chữ trắng này kiểu này đẹp lắm này. Cái bụng chỗ này nó nhún cái phần này nè. Nên là chị em mình mang cái này nó ít thấy bụng này. Lên luôn dùng con này lên mã kiểu trắng cho Thúy Lê. Nhún trắng. Chốt mã nhún trắng cho Nguyên là được. Em bán tặng 39.000 nhún trắng. Áo phao em đang mang em lên luôn đây nè. Rồi chờ em xíu xíu đó rồi. Em nói nè. 399.000. Áo quên lộn sorry. 899.000 con áo phao. Phao này giờ là dòng phao Long Vũ, phao siêu nhẹ, hàng xịn sò, hàng cao cấp nha. Hàng này hàng xịn sò, hàng cao cấp nha. Này. Cho Nguyên con này. Nhún trắng cho. Cho Nguyên con này. Em nói mê chắc luôn nhá. Ấy cho chị em mình dưới 50. Mờ chị em dưới 52. Lời chị em mình 55 nha. Chị nào gọn lên 57kg ok luôn con này nha, nghe rõ luôn dùng Nguyên này. S50 đổ về, M cho 52 đổ về, L cho 55 đổ về. Chị nào gọn lên 57 cho size L. Cái màu này không có size XL. Dòng phao siêu nhẹ, phao Long Vũ siêu nhẹ, chuẩn hàng xịn luôn, hàng cao cấp luôn. Em đi luôn chị em mình con này 210.000. Khách nhà Nguyên đến thậm chí khách lên nhà mua cũng bảo là hàng này ở ngoài mua chắc khô hơn cái này, chắc cứng hơn này. 350.000 nhá. Chị nào lấy cái này. Chữ trắng hết rồi nha. Comment mã hồng cho Nguyên kèm size. 899.000 giờ sang 201.000 nhận hàng con này về đảm bảo sẽ rất là ưng. Đa số chị em mình lên nhà đều bóc một con đấy. Xịn lắm. Rồi chị nào lấy cái này. Em mang S cũng được, M cũng được, không chen nhau nhiều nha. S cũng được và M cũng được. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Ba size S, M, L nhá cho chị em mình 55, chị nào gọn lên 57. Gọn lên 57. Xây lỡ chị My Trương. Xây lỡ chị My Trương. Cái này nhanh nhé, vì có ít lắm chị em mình ơi. 201.000. 201.000. Xây lỡ cho chị Yến Phạm Thị. Yến Phạm Thị. Mời cho chị Thiện Thảo Võ. Mời Thiện Thảo Võ. Lỡ chị Minh Thắm. Mời Thiện Thảo Võ à. Ừ. Lỡ chị Minh Thắm. Lỡ chị Minh Thắm. Lỡ chị Trúc Lê. Hết lỡ đúng không? Lỡ Trúc Lê nữa, hết xây lỡ nha chị ơi.
Chị Nguyễn Mai ơi, lên thông tin trên live cho em nè, xé cho chị Nguyễn Mai nè, lên địa chỉ, lên số điện thoại trên live hết lờ rồi chị ơi. Nguyễn Mai có dấu, xé cho chị áo dài nga pha, không áo dài nga pha không phải áo dài ly. Rồi chị nào lấy cái này, áo dài nga pha. Chị ơi, chị Nguyễn Mai ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Được chưa, chị nào lấy cái này, em đi từng màu thì miễn lẻ màu nên là dạo mình nhanh tay. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay cho em cái cọc lẻ nó trước kìa, cọc lẻ đằng nó còn mấy con lẻ nó cho em lên luôn rồi. Rồi chị nào lấy cái này, thái hồng xây lờ, thái hồng xây lờ nha chị ơi, em nói rất là xịn, con này rất là xịn, nhận hàng con này về hết xây lờ rồi nha chị em mình ơi. Rồi màu đỏ này đang có hai size, một con size XL, hai con size XL. Đỏ này có hai con size XL. Mời cho Hiền Đạn. Chị Thanh Yên như thế không chốt hàng nữa nhé, em nói trước. Mình mua xong mình thấy con sao ưng hơn, chốt con sao bỏ con trước. Rồi lại bảo là không hợp với dài, dài tự nhiên là lần nào chị chốt làm cái gì? Nhá, bỏ ra mất công giờ đừng lấy. Em nói trước, có size S chị ơi. Thằng người ta đỏ có hai con, mình mua hàng mua cho chuẩn cái lượng lờ rất là mệt luôn ấy. Không mờ cho mi. Em rất là thẳng chứ không có nha. Mua cho đường hoàng cho em hết. Cho chị Linh Lê nè, màu đỏ size XL này. Màu đỏ size XL. Đỏ size XL nó size 60 gọn lên 62 ok cho chị Linh Lê tính con. Em nói xịn dòng này dòng cao cấp, còn một con đỏ size XL cho làm sao thôi. Đỏ size XL cho làm sao thôi. Rồi chị nào lấy, ui cái màu này đẹp quá Hiên nè. Đỏ size XL thôi chị, cho chị rùa còi nữa lái đỏ size XL. Em nói mê chắc luôn, nhận hàng về đi. Đảm bảo luôn. Hồng hết size L rồi chị còn SM thôi. Đỏ rùa này còi. Cho chị rùa còi như khách cũ không? Rùa còi. Rùa còi. Một con duy nhất nè. 200 ông 1.000. Em quay cặn lại cho dạ mình coi cái chắc phao. Em sẽ quay cặn lại cho dạ mình một lần nữa coi chắc phao giùm em. Đây nè. Đây nè, hàng giá nó này dạ mình không? Đây chị em mình nhìn, phao siêu nhẹ hàng cao cấp 899.000, chuẩn cho chị em mình nè, xịn lắm, nó nhẹ tên luôn ấy nè. Đây chị em mình nhìn nè, đây để sao chị em mình nhìn nè, hồng lấy xe S, xe S cho bít trong mình, lắm luôn ấy. Em nó gọi là xịn lắm cái phao này, nhận hàng liền coi. Rồi chị nào lấy tím con cái à, tím size XL, tím là size XL, 201 chị Nguyệt đẹp lắm chị Nguyệt ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên này. Hồng xây mờ cho Nguyễn Thị Ngọc Bích có chưa xả? Không, không có, hay có cá mờ mạc này hay gì? À, đây đây còn cá nữa nè. Đây còn cá này. Còn cá này. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Tiến cho chị Linh Lê Kính luôn. U là đẹp con này. Khách mới mà lên đơn không kèm địa chỉ, không có số điện thoại là nhà Nguyên không chốt đơn nha. Trời ơi, còn có con cá duy nhất xịn lắm. Hết rồi, cái này chị Linh Lê Kính rồi. Đô này con cá xây lời cho 55, 57. Ủa, mình đâu có ấp mẫu là mình sẽ lên áo giữ nhiệt đâu ta. Hay là áo len nè à? Áo len hả à, chị ơi? Áo len hả à? Chị ơi, 201 S là dưới 50, M là dưới 52 nha. L chị em mình dưới 55, chị nào gọn lên 57. XL là size đến 60. Được chưa? Rồi cho nguyên con này màu gạch này con cá. Chị nào lấy gạch chốt gạch con cá. Áo len xíu em lên sao chị ơi. Rồi chị nào lấy gạch lên gạch cho Nguyên nhé con cái. Comment gạch em chốt theo máy chủ nhá, lên cổ xíu có lên chờ em xíu xíu nhé. Hồng CS có chưa chị Thu Thủy? Hồng S chị Thu Thủy. 201.000 con, nhận hàng về đi chị em ơi, nhận hàng về đi. Gạch này CL rồi nha. Nhận hàng về em nó đảm bảo rất là ơn chị Linh Lê Kính luôn nè. Mà nhà chị Linh Lê Kính nhanh thế. Chị Linh Lê nè. Ok nè. Màu này có một con duy nhất, lên màu đất chị, màu này màu chưa chị. Còn con cái nữa nhá. Nâu à? Nâu xây S, anh à nhầm, nâu xây M 52 đổ về như chị em mình ơi. Em nói hồng là M cho Phan Thị Quý, cái mặt là hết hồng nha. Con này xây 52 đổ về cho xây M. Gạch em hết luôn. Rồi chị nào lấy nâu có con cái đó, nhận hàng về mà chắc sao không xịn. Không phải hàng chị em mình mua 300 mấy. Không cần mua hàng nhà Nguyên nhé. Ý là cái hàng này là cái hàng của nó là tới 899.000, hàng công ty 899.000 lần. Nâu cho Thí. Rồi chị nào lấy cái này. Nâu cho Thí. Nâu. Rồi ok. Rồi đen lên cho em với chị. Đen lên, bớt màu lên cho em với. Bớt màu lên cho em với. Chị lên sao chị ơi, em chốt cho máy chủ nha.
Em chốt theo máy chủ nha, rồi đen SML. Em nhớ có XL ta, hết XL luôn à. SML. Em chốt cái gì ta? Hồng size L nhá. Hồng L nhá, đen size răng chị. Hồng L vậy? Không, không phải. Đen size SML thôi, Phong Nam. Đen SML nha. Hồng SM rồi còn S thôi. Hồng size S thôi chị Nguyệt ơi. Dưới 50 thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên không, sao bán không có chị ơi. Nó xịn hết cỡ luôn. Đen chỉ có SML thôi nha. 55 chị nào gọn lên 57. Rồi chị nào lấy cái này lên đen cho Nguyên nhé. Comment đen. Chị ơi em chốt theo mấy chủ nhé. Chị nào lên trước đen em chốt trước nha. Khách mới khách cũ gì cũng như thế. Hồng còn cái size S để chị bỏ hàng. Hồng còn cái size S cho chị bỏ hàng luôn nè. Bỏ hàng VS VBSB. Đen kèm size cho em nhé. Rồi em đang mang hết rồi. Đen cho Nguyên nè, đen size L cho chị Nguyên Phương rồi đúng không? Không có đen size XL. Dung Trương. Size L chị Nguyên Phương. Đen size S chị Minh Dương. 201 chị ơi. Minh Dương. Size L chị Hương Ngô. Hết, chị Nắm Thảo chưa thấy gì Nắm Thảo ơi. Size L chị Phạm Ngọc Lan. Lan hết L nha. Hết L à? Hết L nhá, hồng hết rồi chị ơi. À còn một cái L. L cho chị Thi Trần. Thi Trần à. Hồng hết luôn chị ơi. Hồng hết rồi nha. Rồi còn SM. Đang M cho chị Lộc Lê. Đang M cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn. Hà Hương Hoàng Nguyễn. Đang M cho chị Dung Trần. Chị Minh Dương hồi nãy có rồi đúng không? Minh Trần. SM. Cái nó cái sai gì đó. Đang còn S hết hồng rồi chị ơi. Đen còn S cho dưới 50 độ về thôi. Chị nào lấy đen comment đen. Đen còn S dưới 50 độ về thôi chị em mình ơi. Em nói là về là sạch. Về sạch cái này thật sự em không cắt ra sớm nha. Cắt ra sớm thì ngờ sáng giờ khách ra vô, chiều nay em mới cắt ra. Chiều nay em mới cắt ra thì gần như là chị nào vô cũng bóc con hết. Bóc con với hai con, không chỉ mua cho mình. Người mua rồi mà thấy con này về lại cũng bóc nha. Chị ơi, đen còn size M không sao? Đấy thôi. Đen còn size S thôi chị ơi. Đen còn mỗi S thôi. Đen còn mỗi S thôi. Có một cái màu này đẹp này chị em, màu gì rồi ta? 60 lấy. Ôi cái màu này đẹp chưa? CL màu mặn à. Màu này màu chi chỉ. Màu này đẹp. CL rồi vợ. Nhớ mắt quá kìa. Màu này đẹp quá, CL rồi. Là đẹp. 57 độ về, 55 57 độ về. Thế? Nó thấy nào? Mình làm buồn bạc thôi mày, mình cái gì? Đó chị Hiền Nguyễn. Cái này chị Hiền Nguyễn hết mặn luôn. Ở đây gì đâu không thấy. Màu hết màu mặn nè cho chị Hiền Nguyễn, rồi cho em màu xanh đen với. Phong Nam còn, Phong Nam rút cho em cái màu đen chị. Phong Nam còn mỗi màu đen chị. Phong Nam rút cho em cá thôi, em đưa bóc xong được. Rồi màu cuối cùng hết rồi đó chị, mà nó không có hàng nữa đâu. Chờ những cái màu sau là hết luôn rồi. Em nó mặn hết rồi. Mặn rồi, rồi nha. Rồi, màu xanh đen cho cũng Nguyên nhé. MLXL chị. Xanh đen MLXL dạ mình từ 40 độ quen 60 độ về là ok. Cho Nguyên xanh đen dùng Nguyên nhé 201. XL xanh đen chị Linh Nguyễn. XL xanh đen chị Linh Nguyễn. Hồng hết rồi chị Võ Trúc Liên, hết hết từ nãy giờ rồi. Rồi xanh đen. Xanh đen size XL Thiện Thảo Võ. XL đó. Đây. XL Thiện Thảo Võ hết đúng không? Xanh đen size L chị Huyền Anh kìa. Xanh đen L chị Huyền Anh. Bóc dùm em đi luôn dùm em chị. Cho chị Huyền Anh. Huyền Anh. Size L chị Linh Bùi. L chị Linh Bùi. L chị Minh Nguyệt. M còn không? M chị Gia Hân. Còn SM thôi đúng không? Không. L. Không có S. Không có S à? Không có S à? M cho chị Bông Nguyễn 201. Mời cho Bông Nguyễn. Còn size gì đó? Size L chị. Size L còn size L chị Tuyết Hà. Tuyết Hà. Tuyết gì? Tuyết Hà. Tại sao size L vậy? Size L Tuyết Hà. Size L nha. Hết L nha. Thì Tuyết Hà có không? Rồi. Rồi còn size M thôi. Còn size M thôi chị em mình ơi, 52 đổ về. Cái XL. Bỏ rồi. Còn size M thôi chị ơi. Còn mỗi size M thôi. 52 đổ về, hết xanh đen. Xanh đen cho chị My Phương Nguyễn size M. Còn size M nhá. Chị ơi cho em cái màu đen. Con trai lấy màu đen chị. Đen nam á chị. Ốc chị bên con đen nam. Chị Nguyễn Hành có đơn không ta?
Còn xanh đen xay mờ thôi chị ơi. Còn mỗi xanh đen xay mờ thôi. Hai con màu đỏ. À quên, còn hai con màu đỏ nè, cho em lấy hai con màu đỏ luôn. Còn hai con màu đỏ nữa hết. Còn một con xanh đen xay mờ đúng không? Xanh đen mờ cho mẫn càng. Rồi hết cái gì em nữa. Đỏ này 2S dưới 50. Đỏ này 2S dưới 50, nhận hàng con này về bao phê. Đỏ này còn size S dưới 50kg thôi chị em ơi. Rồi chị nào lấy đỏ comment đỏ dưới 50kg là chị em chứ ok. Chị nào lấy đỏ lên đỏ. Phao chắc phao nó đã lắm. 899.000 giờ mình sang có bao nhiêu tiền? 201.000. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn nhuận đỏ. Đen đằng sau của nó, nữ cũng được, nữ năng được mang được ok luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên đỏ cho Nguyên nhá. Comment mã phao đỏ cho Nguyên nha. Size này dành cho chị em mình. Đỏ chị Lệ Xuân Trần, cho chị Trinh Nguyên nữa, hết hết đỏ luôn nhá. Hết đỏ luôn. Trời ơi là nó đẹp. Trời ơi là nó xịn sò. 201.000. Hết rồi nha chị em mình, nó hết đỏ luôn, hết xanh đen. Còn cái gì size S chỗ này? Còn mấy con đen size S nữa là hết chị em mình ơi. Ba con đen size S nữa là hết sạch xanh xanh. Ba con đen size S nữa là hết sạch xanh xanh. Em nói nhận hàng con này về chỉ có mê thôi. Ba con đen size S nữa là hết sạch xanh xanh. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. Ba đen size S nữa hết đỏ luôn chị ơi. Em đi luôn chị, em chỉ có là 201.000 thôi. Rồi chị nào lấy cái này đen xe size dưới 50 nhá. Hết đỏ, hết hồng, hết diện hết rồi. Còn mấy con màu đen nữa là hết. À, chị Mẫn Trần có cái gì rồi mà? Đó, có xanh thang rồi. Đen xe chị Thúy Lê. Đen xe chị Thúy Lê 017. Thúy Lê 017. Thế cái con kiến đó, đó kiến cắn đó. Không, bữa trước kia nó ở trong thung nam không có đâu chị ơi. Rồi chị nào lấy đen comment đen cho Nguyên là được nha. Đây đen nam này, phao nam này. Không chị, cho em cái con phao đằng trước chứ không phải phao theo nữa chị. Phao đằng trước, cái phao công ty á. Màu kem khách bóc luôn rồi chị. Màu kem còn mấy cái khách sĩ gọi bóc luôn rồi. Hãy dùng miệng nghe. Đen chị không, tối nay không xem được like á, gọi bóc hết luôn rồi. Cho em một cái thôi chị, để cho khách coi màu. Ừ, bóc sau nhé. Nam cho Nguyên từ 50 độ lên, 65 độ về có sai. Phao nam hàng công ty luôn. Phao siêu nhẹ, phao trơn như vậy mình ơi. Chằng như thế này, phao siêu nhẹ chằng như thế này. Em đi luôn chị em mình, con này chỉ có là 180.000 con. 180.000 con chị em mình lên mã nam đen kèm cho Nguyên số ký. 50 độ lên, 65 độ về là có sai nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Không có 72kg đâu chị ơi. Cái này chỉ 50 độ lên, 65 độ về thôi. Ừm chưa, tới 65kg thôi, hết sạch xanh xanh luôn rồi đó chị em mình ơi. Bên đây không về nữa đâu nhá. Còn cái này còn bao nhiêu là em sale bấy nhiêu thôi. Rồi lên nam đen cho Nguyên, đồ bé em lên sang sang thôi chị. Nam đen kèm cho Nguyên cái số ký nha. Nam đen kèm số ký, 50 độ lên, 65 độ về là có sai. Chốt mã nam đen kèm số ký cho Nguyên nhá. Con này em đi chị ơi, chị ơi lên số ký cho em. Hàng có sai á. Nên là chị nào lên trước có sai vì cái này em còn ít nè. Mà nó giờ nó tùm lum rồi nữa, thôi bóc sau đi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Phao nữ khách bóc luôn rồi chị, còn bao nhiêu cái màu cam? Cái màu thì em nói đến 65kg đó. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè, đến 65kg thôi. Chị Lộc Lê lên cho em cái size. Rồi ok, chị nào lấy nam đen, chút nam đen kèm số ký cho Nguyên nhé. 40 độ lên, 65 độ về là có size. Em in bill hết rồi, chị nào lên trước là có size nha. 40 độ lên, 65 độ về là có size nè. Không có chị ơi, 45 không có luôn. Rồi chị nào lấy phao nam, chút phao nam cho Nguyên. Xe máu đen phía sau, từ từ em đi từng mã chị ơi. Rồi ok, chị nào lấy cái này. Nam chỉ có mỗi màu đen, không còn màu gì nào hết. Nam chỉ có duy nhất màu đen thôi. Rồi chị nào lấy nam đen kèm size cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Kèm số ký nha. Chị em mình cứ kèm số ký cho Nguyên là ok. Mà giá em đi luôn chị em mình là 180.000. Chị em mình cứ nhận con hàng này về đi. Em nói là gần ấy em chạy phao rất là nhiều. Rồi chị nào lấy phao nam. Lên phao nam thì giờ chỉ có mỗi màu đen. Đồ bộ dài từ từ chạy em sử dụng dung trưng có rồi đó chị. Em biết hết rồi. Lên nam à, lên nam em hết xanh xanh. Rồi chị nào lấy nữa, chốt nhanh tay cho lên cái quần xịn này nè. Rồi em lên chị em mình lên 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 lọ nhé. Đây còn có con sai hả chị? Ok, chị nào lấy nam cứ lên nam cho em nhé. Em in bill hết rồi đó, không có 2XL đâu chị, tới XL thôi. Rồi chị nào lấy nam cho Nguyên kèm sai. Áo hồng Nguyên mang. Ủa chị đào lên em đọc từ nãy giờ là chị không có, chị lên sao? Khi mà lên màu hồng từ đầu rồi chập mấy lên mấy màu sau rồi chị mới chốt thì làm gì có. Em đọc từ đầu like đâu có hàng. U là trời. Cái con này khách hỏi quá đúng không? Nè, xịn sò luôn, mỗi xé rồi chị. Cái này còn mỗi xé rồi, cho chị em 52 độ về nè. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này mỗi xé 52 độ về. Nha, con này dành cho chị em 52 độ về thôi. Chị em mình cứ lên phao nam đi. Trang váy em đang mang không bán chị ơi.
em đi luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em con này lên mã xình ép cho Nguyên á, 52 độ về chị em chốt ok. Chị nào lên đơn là có hết rồi chị ơi, xình lắm. Con này em đi luôn chị em mình 105, lên mã xình ép 52 độ về 105 nha, đẹp cực kỳ luôn. Con này mang bao ấm nè, chị nào lấy xình comment xình, nhưng mà mỗi xe ép thôi nhá. 52 độ về chị em chốt đẹp, em lên luôn chị em mình là 105 nhìn chị em mình những cặp quần của hắn này. Hàng tàu xịn nhá. Ai lấy cái nào lên mã xịn S cho Nguyên. Phao nữ đen làm gì còn xe S, làm gì còn chị. Phao nữ cũng hết xe S luôn rồi đúng không? Phao nữ không còn một con nào hết. Em nói là về sạch sẽ luôn. Rồi. Xịn S cho buông tay. Còn sao chứ chị? Ồ. Thế bỏ cho chị xịn 105. Một cái cho chị rùa cò đi. Rùa cò. Áo nam ok rồi, chị nào lấy cái này lên mã quần xịn size S. Size này cho chị em mình 52 độ về, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé, có hết rồi đó chị. Chị nào cứ lên đơn kèm cho Nguyên đầy đủ cái số ký là có. Rồi ai lấy cái này lên nhanh tay cho Nguyên nhé, 105. Chị quán nhật lên một cái nữa chị. À, quán nhật lên một cái xịn size S nữa đi sao. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xịn M, mã khác nhé. Mã khác nhé. Cái này ui trời ơi. 55 độ về chị em mình nhìn này. 105 này. Ờ. Đây là một xịn M. Cái này 55 độ về, quần của nó ống bo này. Con này chiều cho Ruby thắm cái xịn ác cho chị Hà Nguyên, chiều cho Ruby thắm cái hết tuyên bá từ từ chờ em xíu. Cái này size M cho 55 độ về nè, lên mã bò M cho Nguyên là được, đẹp cực kỳ. Bé từ từ em lên sao chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xịn M 55, chị nào gọn lên 57 chắc này phê luôn á chị em mình. Nó nhận hàng con này về phê chắc luôn 105. À, em đang mang hết rồi chị. Hết rồi nha. Hết áo em mang rồi nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên lên mã xịn M. Comment mã xịn M, phao em hết rồi chị ơi, hết sạch sành sanh rồi nha. Lên mã xịn M. Có mấy con thôi em xịn đi chị em 105. Nhận con hàng này về đi chị em nữa. Nhận con hàng này về xịn sò, em nói xịn là chị em mình khỏi phải lăn tăn chắc này. Đã luôn ấy. Rồi chị nào lấy xịn M cho 55, chị nào gọn lên 57 có màu bò này thôi. Xịn M này có mỗi màu bò. Rồi chị nào lấy xịn M comment xịn M mỗi màu bò nha chị em mình ơi. Chị nào lấy xịn M cho chị Yên rồi. Chị gái kia lại duyên trần. Chị mời chị Yên bà mời cho chị Minh MT. Chị Minh MT cạp tiền qua đây nhá. Xịn mời chị Linh Thùy luôn. Xịn mời chị Linh Thùy. Bà luôn cho chị Quán Nhật Linh. Hết rồi đúng không? Hết rồi chị ơi, hết rồi nhé. Rồi cho Nguyên con này đen. Đen mờ hả chị? Một con đen mờ, câu gọi là M 55 độ về, L 57, chị nào gọn lấy 60 nhé. Em đem 105, dòng này xịn nha chị em mình ơi. Chắc phê luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên nhé. Chị lấy bao nhiêu ký ta? Binh bay ra vào hết bó tay. Rồi chị nào lấy cái này lên đen cho Nguyên nhé. Chốt đen nè, xịn mờ hồi nãy hết rồi. Lên mã đen M cho Nguyên và đen L. M là dưới 55, chị nào gọn lên 57. Size L chị em mình 57, chị nào gọn lên 60. Đen có một cái size L, size M thôi. Chị ơi em đặt màu nè. Lên mã xịn đen M. Xịn đen M và xịn đen L, riêng size M con cái đó nha. Rồi chị nào lấy xịn đen size M và size L nha. Riêng size M có một cái thôi. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay, nó quá là đẹp cho con quần như thế này. Ai lấy cái này lên mã xịn đen. Chị ơi xịn đen L chị Linh Nguyễn. Xịn đen L chị Linh Nguyễn. Rồi ok chị nào lấy xịn đen. Có một cái size M thôi, còn lại là size L nhá. Giá em đi luôn chị em mình là 105. Ai chưa có chốt nha tay. Rồi tiếp tục luôn cho em con này. Này có một set à. Đen M cho canh Huỳnh. Rồi lên cho Nguyên con này cười. Hết M nha, còn L thôi. Còn size L thôi nhá. Rồi lên luôn dùng Nguyên con này cười. Cười này size chị em 52 độ về. Chắc mẹ em nó là dày cồm 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 luôn, xịn sò. Mùa này mang con này quá là sướng. Rồi lên mã cười cho Nguyên 105. Cười 105. Em đi con quần lên đầu trăm là dạ mình biết đủ biết thằng xịn rồi. Để bình thường, thấy rồi nha. Bình thường dạ mình mua tiền chục cũng thấy nó đẹp. Chị Hoàng Diễm như bị ẩn comment hay sao chút hết trơn rồi. Hết đen mờ rồi. Tao có thấy comment của chị đâu. Đen mờ hết rồi chị ơi. Phao không có phao bé đâu chị ơi. Không có phao bé đâu mà canh chị. Em đâu có lên phao bé đâu. Em đâu có up phao bé đâu. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cười bò. Cười cho Nguyên nhá. Xe F. Cười xe F 52 độ về chị em cho ok. Nha. Comment mã cười size S 52 độ về, cầm con quần chị em mình nhìn cái gái quần này dày cộm cơm luôn. Và giá em đi luôn chị em mình 105, dòng quần này xịn lắm. Ai lấy cái này lên mã cười cho Nguyên nhé. Lên cười cho Nguyên.
cười cho Nguyên, cười là xé thôi. Cười ép thôi, 105.000. Chị nào lấy cười ép, comment mã cười ép. 52 đổ về là chị em cho ok nhé. Chị nào lấy cười ép lên cười ép. Cười ép cho Duyên Hà Đàn. Xem cái mã nó cho khác nào. Nhìn thấy không ạ? Mã này đẹp cũng còn toàn xé thì chị em nữa. Màu này đẹp quá nè. Chị em mình nhìn cái gái nè. Chị nào lấy cái màu này gọi là màu gì ta? Trai hả chị? Thôi sai lấy mẫu khác đi, cái này để em gái mang thôi, để nữ mang thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Thôi siêu nhẹ không còn cái nào đâu chị, không có đâu chị Ánh Tuyết. Rồi chị nào lấy cái này, siêu nhẹ hết rồi chị ơi. Rồi cho nguyên con này, màu này là màu màu xám đây nè, xám xé, đẹp cực kỳ. Là sao nói là nói như thế nào? Chút hết từ từ, không thấy comment, mai gọi lại đi chị. Mai gọi lại đi. Rồi chị nào lấy 6S size 52 đổ về, cầm cái con quần chị em mình. Cười ép canh Huỳnh có rồi nha, 6S cho tiệm ảnh tiệm ảnh. Chị em mình nhìn cái cặp quần này chị em mình ơi, phê lắm, chắc đã luôn. Chị nào lấy cái này lên mã 6S cho Nguyên nhá. 105 cho mã 6S. Chị nào lấy 6S chút 6S. 6S cho chị Thi Trần luôn. 6S cho Thi Trần. Thi Trần luôn. 6S cho Nắm Thảo đó là 26 em. Ừ. Cười luôn cho chị Trinh Nguyễn lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live 105.000 chị ơi. Chị Trinh Nguyễn lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Hết xám rồi đúng không? Hết xám rồi chị ơi. Hết xám rồi chị nha. Mai gọi qua lựa lại giùm em đi chị ơi. Hết xám rồi chị ơi. Hết xám rồi nha. Rồi tiếp con này sao gì chị? Cái này cái đầu cái hậu này. Cái này còn có một cái ai không có. Ui cái con quần này nó đã. Chị nào nhanh có nhé. Con này nó đã quá nè. Trời ơi chị em mình nhìn. Dòng này thì chị em mình đủ biết hàng cao cấp rồi. Người ta đi chị em mình con này rẻ rẻ cũng là 160.000 con này. Phê chưa? Phê chưa? Trong cái size sao máy thấy rồi nha. Đen này có cái size L, size 62, 60. Không, cái này thứ còn con cái à. Đen size L, size 60 nha. Chị nào lấy đen. Con này đẹp quá nè. Đen size L size 60. Chị nào lấy cái này thứ còn con cái đó. Đen size L còn một cái đen XL nha. Chị nào lấy đen XL comment đen XL cho Nguyên nhanh tay nè. Đen size L. U là trời màu nè. Size to mà lại màu đẹp nữa. Con này size S rồi, 52 đổ về, màu bọt màu đẹp quá. Đen XL Nắm Thảo. Ừ. Chị ơi, ai size S chốt cho Nguyên con này. Không không còn con nào hết đâu chị. Sạch xanh xanh không còn con pha nào hết. Rồi chị nào lấy cái này lên mã. Em hơi đen. S con này S con cái. Rồi chị nào lấy S màu đẹp luôn. S màu đẹp luôn chị em mình nhìn cái con quần này. Hắn đã lắm. Rồi chị nào lấy cái này size S nha. Đẹp size S, chị nào lấy đẹp size S, bò size S đi sao? Bò S cho chị Oanh. Rồi chị nào lấy cái này. Đen size XL. Đen size XL 105, chị nào lấy đen XL chốt size 60 đổ về. Đen kiểu khác nhá. Kiểu chữ B này. Lên mã BXL cho nó dễ. Chốt mã B size XL, chị nào lấy B size XL chốt B size XL 105. B size XL 105 nhé. Chị nào lấy B chút B. B size XL 105. Rồi con này size 57. Bò size 57 cho size L. B nhé, chị em lấy đúng mã nha. Bò 57 cho size L chị em mình nhìn cặp quần. Chị nào mà sành hàng nhìn cặp quần B cho Thương Huỳnh. À từ từ áp khoác lên phía sau bao nhiêu ký? Hàng free size chị 40 đổ lên 62 đổ về mang được hết á. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Comment mã nâu size L nhé. Nâu size L cho size 57. Nâu size L cho size 57. Chị nào lấy nâu comment nâu cho Nguyên là được. Như vậy mà nói size 57. Bên kia luôn chị. Bên kia luôn trước mặt chị còn mấy con kìa. Nâu à, chị nào nha. Lấy nâu lên nâu. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con rồi. Rồi, nha. Rồi tiếp con này còn có một cái à. Size gì đây? Size 55. Lên mã nâu M 55kg. Trước mã nâu M size 55 cho Nguyên là được. Comment nâu M size 55. Nâu M và size 55kg đổ về là chị em cho ok. Hết bò hết rồi chị ơi. Bò rồi nha. Nâu nâu nâu. Chị nào lấy nâu comment nâu cho Nguyên rồi cho em mã mặt cười luôn á. Rồi cho em mã một. Ơi. Ăn kẹo rồi hả? Nâu M cho buông tay. Size còn size gì? Nâu M còn bên đó chị kìa. À, bỏ luôn cho em qua mấy con đó đi. Mới vừa lại xong. Em đã. Cứ bỏ qua cho em đi. Hết. Mới vừa lại xong. Cái này còn đen thôi chị nè. Nâu mờ em hết rồi. Khoác lên là 149.000 chị. Khoác lên là 149.000. Cái này đen này em còn. Sao nam có sai chị. Cái này có. Ủa còn toàn xe S. Mã này em còn xe S 52 đổ về thôi. Lên mã đen S luôn là được. 52 đổ về. Nâu em hết rồi nha. Rồi chị nào lấy cái này lên tốc độ cho Nguyên nè. Xe S
sao hôm qua luôn chị em mình áo áo len cổ, chị em mình để ý nè, giờ người ta up á là cái dạng áo găng rất là nhiều, phải lên nhá, găng nha, nó y up y kiểu, nhưng mà là chắc găng nó khác, cái dạng mình chắc găng nó rẻ hơn rất là nhiều. Còn em chạy cho chị em mình cái áo là áo len đen ép nè, chị nào lấy đen ép comment đen ép cho Nguyên hả, đen ép cho Nguyễn Kiều Anh ở ngày này họ cúng mà. Rồi đen ép, chị nào lấy đen ép chút đen ép cho Nguyên là được. Comment đen ép cho Nguyên nè. Đen ép cho chị Nguyễn Kiều Anh luôn nè. Cho chị Nguyễn Kiều Anh. Rồi chị nào lấy đen ép chút đen ép. Rồi mã mặt cười nè. Cho chị Kiều Anh luôn. Nguyễn Kiều Anh rồi chị Kiều Anh luôn. Rồi ok, chị nào lấy đen ép size 52 đổ về chị em cho ok. Đen ép cho chị Huỳnh Thu luôn nè. Cho chị Huỳnh Thu. Mặt cười này size sao chị? Cho chị Tiếp Trần luôn. Chị Tiếp Trần luôn. Chị Kim Thoa luôn. Chị Kim Thoa luôn. Rồi ok, chị nào lấy còn cái nữa thôi. Còn cái nữa là hết nhé. Cho chị Võ Thị Lượng nữa là hết. Chị Võ Thị Lượng nữa là hết nha. Mặt cười cười hết quá. Hết đang ép rồi chị ạ. Hết đang ép rồi. Rồi chị nào lấy cái này. Cười nhá, 52 đổ về cười đen. Cười đen cho Nguyên nhá, nó theo hình mặt cười chỗ này nè. Á đang mang hết sạch rồi chị ơi. Hết không còn cái nào cả. Á còn một cái đen say ép. Size 48 độ, à size 50 độ về. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cười đen. Chốt mã cười đen nhé, lên đúng mã là cười đen cho nguyên hình mặt cười á. Theo hình mặt cười màu đen nha. Chị nào lấy cười đen comment cùng y chắc hết như nhau hết. Rồi lên mã cười đen cho nguyên cười nâu. Còn size S nhé. Cười đen và cười nâu size S. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Cười đen chị Thương Huỳnh. Thương Huỳnh. Rồi ai lấy cười đen lên cười đen, và chị nào lấy cười nâu chốt cười nâu luôn cho nguyên nhập được nha dẻo mình luôn. Nha. Ai lấy cái này nữa lên nhanh tay. Phải đã lắm. Đen và nâu thôi. Mùa này mang con này quá là sướng. Chị mình mang nhà, mang đi chơi gì, mang cà phê, cà pháo được có những con này. Mang đi tập. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng cười nâu và cười đen. Nha, nâu và đen. Một áo len áo thì từ chạy xíu 105.000. Rồi chị nào lấy chốt nhanh tay. Cho em cái len cổ ba xanh luôn chị. Len cổ ba xanh chút chị. Len cổ ba xanh cho em màu xanh này. Thiếu, thiếu đơn rất là nhiều. Mới vừa về thêm. Nha, em đi từng màu thôi. Chúc cho em cả nguyên tạp, hai tạp luôn. Có hai tạp, chưa tới 20 con. Màu đẹp. Em đi từng màu nhé. Quần hết rồi chị ơi. Quần hết rồi nha. Cho một cái len. Len cổ ba phân, màu này đang rất là đẹp. Màu này đang rất là đẹp nha chị em mình ơi. Chị em mình để ý nha, cái này người ta chạy up hình như thế này mà là chắc găng nó sẽ khác. Còn nguyên chạy dễ mình là len. Số 9 chị ạ. Số 9. Em đang chạy với vậy mình len này, chắc mềm mịn. Quần là 105. Cười nâu cho chị Kim Thoa luôn. Này vậy mình nhìn chắc nè, phê chưa? Cổ của nó là cổ ba phân, em chạy len nha. Cầu ba cái quần này. Không phải là găng nha. Nghe đẹp xinh xé không? Rồi lấy mã chữ B. Cổ từ từ chạy em xíu, em đi lên nốt luôn chị, mình còn cái này con mấy con. Len mã này là mã chữ B cho Nguyên á, 55 độ về. 55 độ về lên mã chữ B. 105 nha. B áo đang mang hết rồi chị ơi. Áo đang mang hết rồi chị nè. Chị em nhớ cái này mà cái áo khoác len có hình con gấu này. Ờ cho em cái màu đen trắng đen đẹp này. Hình dứt dắt này chị, hình dứt dắt này để em mang em hai luôn con này về hết con này khách hỏi nhiều quá. Rồi lên chị mã chữ B. Quần riêng ra được rồi. Rồi có ba con chữ B nhé, chị nào lấy chữ B comment mã chữ B cho Nguyên là được. Nha. Lấy mã chữ B cho Nguyên là ok. Chữ B cho Thúy Nguyễn. Ủa chị Lê Anh như có cái gì đâu ra? Chưa có. Chưa có à? Mạnh chậm quá chị. Người còn nặng đã và cuộn con luôn. Ô là trời ơi. Chuyển bia cho Chiến nha. Ủa chị phân ra chị kia đó. Phân sai. Bây giờ chị cạp mà đang chị túc. Hãy bia rồi nha. À còn à. Ok. Ok ok. Chị bê em hết luôn. Ê, cái màu này cưng ghê luôn ấy. Nè. Cưng luôn. À hơi dứt cưng ghê luôn ấy. Rồi từ từ chọn Nguyên đi, cái này rất là lên phát lên xa nha. 40 độ lên 60 độ về em mang ok con này hết. Nhớ luôn dùng đang đi trẻ mình là len nhé. Không phải là thun găng. Con này không phải là thun găng, em đang đi trẻ mình len nha. Nguyên đi luôn trẻ mình nè. Thấy chị hết rồi nha. Màu này hôm bữa về xong phát hết luôn. Rồi chị nào lấy cái này em đi luôn chị mình 59.000 cái. Nhớ là len nhé. Không phải là thun găng như vậy mà nôi. Chị mình để ý nha. Cái này có. Ok Thúy Nguyễn.
Ok chị, cái này em đi luôn chị, em 59 nghìn thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mà anh 59 ca xanh nha, 40 độ lên 62 độ về là chị em cho ok. Vĩnh đi không mặc đồ Giáng sinh à, con mặc ông già Noel nè. Nhà con không có đồ. Ừ. Nhà con có đồ kinh ạ. Đó, nhà con không có đồ. Rồi ok xanh này. Lên xanh. Cho anh Nguyễn. Cho chị Vân Lê. Cho chị Hương Nguyễn. Cho chị Linh Lê. Linh Lê. Cho chị Anna Nguyễn. Cho chị Dung Ngọc. Hương Ngô chứ. Hương Ngô rồi đúng không? Hương Ngô có đâu mà. Chị Anna Nguyễn. Cho chị Dung Ngọc. Cho chị Linh Bùi. Cho chị Ánh Tuyết. Ánh Tuyết cho chị Hoài Thu. Trời ơi chắc này. Trời mùa này rất cần những con này. Nha. Chắc này phê luôn ý. Con này là màu khách đặt nhiều nhất luôn. Không có hàng này. Mới về thêm mà em chưa up lên cho 59 nghìn. Em chưa up lên cho. Hàng này là len dày, len mịn nha, chứ không phải là găng. Chị em mình để ý găng nó rất là rẻ. Đinh Thị Bích Thủy, Đinh Thị Bích Thủy lên địa chỉ nha. Găng em nói 39 nghìn có. Găng 39 nghìn thôi. Rồi nè, cho chị Đinh Thị Bích Thủy. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên á. Cho chị Liên Phạm, cứ nhận cái này đi. Con này gọi là con áo quốc dân. Năm nào em cũng chạy con này hết. Gọi là con áo quốc dân, năm nào cũng chạy con này hết. Mà năm nào khách cũng mua, đã quen rồi là up lên là khách chốt luôn. Rồi cho chị Liên Phạm luôn. Cho chị Ly Na Hoàng. Liên Phạm, Ly Na Hoàng. Không có sai chị, 40 độ lên 60 độ về mang ok, 62 chứ cũng được. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 40 độ lên 62 độ về đều mang ok con này. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Không sai nha. Đấy, lên 59 mặc sướng lắm. Cảm ơn chị Bùi Thu Thủy nha. Không có sai đâu chị ok là chị chốt nha. Hàng này giãn mạnh, cái này gọi là mang ôm mà giãn mang giữ nhiệt. Rồi chị nào lấy xanh comment xanh cho Nguyên nhé, 59k. Xanh cho Trang Nguyễn. Chị ơi duyên giùm em xíu nhé, hôm nay mùng 1 nhé. Đừng có chốt xong rồi xả, mệt lắm. Chẳng ai bắt chị em mình chốt hết. Thôi đừng có chốt xong rồi xả. Cường chị Cường Bùi. Chị Trang Nguyễn. Chị Vũ Hiền Trang. Chị Quỳnh Hương. Rồi ok, cho em màu gì, còn màu gì chị, cho em màu lên nó còn màu gì, cho em màu hay màu nữa. À, cho em màu đỏ đô đi. Cho chị Nguyễn Xuân Lương ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Quỳnh Hương, mẹ đạt em. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho chị Nguyễn Xuân Lương. Thanh Yên, Nguyễn Xuân Lương. Rồi cho em màu đô, 59.000. À, em đang mặc em lên giờ luôn á, chờ em xin xin nhé. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này với nè. Chị nào lấy cái này lên đô. Màu gì cũng đẹp. Phạm Vũ. Đợt này em làm toàn màu đẹp không á. Thôi đợt bữa về, nói chung hôm bữa về màu gì cũng còn. Mà những cái tông màu này là những cái tông màu khách nhà em đặt nhiều nhất. Như là cái màu xanh này, màu đô này, màu đen, màu trắng. Đây là những cái tông màu khách nhà em nhận đặt nhiều nhất. Rồi nhá, chị nào lấy cái này. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đỏ đô cho Nguyên này. Màu đô nhá. Mình mang Tết nhá, mình mang Noel nhá. Cái này đơn giản mang, cái này mang nhẹ, con áo khoác ở ngoài cũng đã được rồi. Rồi chị nào lấy cái này. Thật mang giận, mang vest ở ngoài cũng ok. Mang manto cũng đẹp. Rồi chị nào lấy đô, lên đô cho Nguyên là được. 59k con đô. Rồi chị nào lấy đô chút đô. Cái này in cho nó khỏe đi ba. Cho lên, in cho nó khỏe. Rồi ok, chị nào lấy cái này chút nhanh tay cho Nguyên nhé. Rồi chị nào lấy đô, comment đô cho Nguyên là được. Giá đi được giảm 59k con, cho mua mỗi màu con. Nha, mua mỗi màu con. Chị nào lấy cái này chắc phê luôn. Giảng sướng. Rồi ok, chị nào lấy đô lên đô bên này sao đứng xong. Rồi chị nào lấy đô lên đô nhé. Chốt bà đọc to lên bà, chốt cho bà đọc to. Đã đô cho chị đô cho Hạnh Huỳnh. Rồi ok, chị nào lấy đỏ đô, comment đỏ đô cho Nguyên nhé. Nè, chị em mình nhìn cái độ giãn lắm. Chị em mình lưu ý nha. Chị em mình lưu ý nè. Đỏ đô cho Thí Nguyễn. Chị em mình lưu ý nè, dòng này mà có dòng găng nữa. Nó in ấp hình lên như thế này mà chắc găng ấy thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi đào tầm khoảng 20 nghìn. Cho Văn Thanh Phan nha. Hàng găng nó sẽ rẻ hơn nhá, nó không giữ nhiệt tốt như thế này. Rồi chị nào lấy cái này lên, còn có màu đen chị, có màu đen cho đen trắng cho em đó. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên đô cho Nguyên nhé. Mua mỗi màu con đi, em nói thiệt luôn, mua mỗi màu con đi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Nha. Đô cho Hiền. 59.000 con thôi. 59.000 con. Rồi chị nào lấy Nhung. Chị nào lấy đô lên đô cho Nguyên là được, nha chị em mình ít lắm nè. Nên là em chốt luôn trên live luôn nhé. Đó, số lượng rất là ít chị em mình thấy không? Thật sự cái mã này em up lên trang cá nhân. Đô cho Nguyễn Trành Diễn Phúc. Cực kỳ nhiều chị chốt, em còn nợ khách rất là nhiều tại vì thiếu hàng hụt hàng. Mà thôi giờ lên luôn trên live cho nó phải.
úp lên ngồi chút mệt quá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Ai mang có luôn chứ, cho em xíu, đẹp, đẹp lắm. Chắc dạng, vô tư thoải mái. Em đang mang 149.000, dòng len 2 da, khoác len 2 da cưng à. Rồi chị nào lấy cái này đen cho Nguyên nhé, len đen cho Nguyên, 59k đen. Chị nào lấy đen 59, chút đen 59. Đó đưa cho Thanh Thí Nguyễn. Rồi chị nào lấy đen, comment đen đó rồi nha. Comment đen cho Nguyên nhé, 59k, 40 độ lên 62 độ về, ok hết, giãn vô tư. Tất cả em giờ em không có đâu chị ơi. Rồi chị nào lấy đen, comment đen cho Nguyên nhé, 59k con chị, 59k con. Rồi chị nào lấy đen, comment đen 59 cho Nguyên là ok, giãn vô tư, giãn thoải mái. Rồi ai lấy cái này em lấy từng màu rồi chị em chốt cho nó dễ nha, đen đi cho từng màu chốt cho nó dễ. Chị nào lấy đen, comment đen cho Nguyên nhé, 59k, 59k. Buông tay. Rồi chị nào lấy đen, chút đen dùng Nguyên nhé, 59k con. Đen cho mèo Nga, đen cho Hà Nguyễn. Thí Nguyễn không có trắng hay có đen thôi nha, đen cho Thí Nguyễn. Đi theo từng màu, từ từ đã. Đen cho Nguyễn Tiết. Rồi chị nào lấy đen, comment đen luôn dùng Nguyên nhé, 59k con thôi, bao chất luôn. Đen cho Cảnh Nhung. Con màu này là con màu dễ mang nhất nè. Chị nào cũng nên có một cái như này nha. Rồi chị nào lấy đen lên đen, còn tẹp đen chứ mấy. Còn một tẹp đen nữa thôi, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng Nguyên nhé, 59k con. Ai lấy đen, comment đen 59 cho Nguyên là ok nghĩa mà ơi. 40 độ lên 60-62 độ về chị em nào ok. Phát lên từ từ chị em xíu, em lên giờ luôn. Em lên một mảnh nữa thôi. Cái là em lên luôn chị em phát lên nha. Chờ em xíu xíu. Chờ, ráng chờ xíu dạ mình đi từ từ từng mãi nha. Buông tay. Dạ mình thấy không, Nguyên Lan nói nhanh lắm. Đang cho Nguyễn Tiết. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên trắng nè. Đang cho tiệm. Phát Nguyên đi là 149.000, 40 độ lên. Đang 62 vô tư. Hàng này nó dẫn theo form đằng sau ở như thế này. Đẹp chưa? Phan. Khối đẹp lắm. Hình như có tầm chục con chứ mấy. Chờ em xíu. Đang cho Mỹ Hạnh. Rồi chị nào lấy trắng. Chị mới nhận hàng nhà Nguyên 4 món, ok hết, rất hài lòng. Mùng 1 hân hỷ cả tháng nhé, cảm ơn chị Trâm Lê nhé. Thôi em lên rồi, phao hết rồi, không còn con nào cả. Còn một con đen ép nhiều dễ sợ. Vì em nói là phao nữ về đợt nào là hết đợt đó. Khách nhà em không phải mua một cái đâu. Mua toàn mua giùm người này, mua toàn giùm người kia nữa. Đó, mua về rẻ xong, cái bắt đầu giới thiệu người này, người kia mua. Tâm ra là người mua toàn mấy con thôi. Rồi chị nào lấy cái này. Không có trẻ em chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn thì không có phát bán. Chị nào lấy trắng, comment trắng cho Nguyên là được. Dán đi luôn chị em mình là 59k trắng. Rồi chốt nhanh con trắng cho Nguyên nha. Chị nào lấy trắng, comment trắng. 40 độ lên 62 độ về em nhớ. Chị em để ý là em đang đi dòng len xịn loại 1 nha. Chứ không phải hàng găng. Hàng găng thì nó rẻ rồi nhưng mà nó không giãn mạnh và nó không giữ nhiệt được tốt như cái này. Rồi nha, chị nào lấy cái này. Chị nào lấy cái này em chạy là len dài miệng nhá. Rồi chị nào lấy trắng, len trắng cho Nguyên nhá. Giá em đi luôn chị, em chỉ có 59.000, hết màu rồi phải không chị? Còn màu chi đâu? Cho em lên nắp luôn màu đi. Cho em lên nắp màu đi, coi còn màu gì nữa không? Bùi. Rồi chị nào lấy trắng, comment trắng cho Nguyên nhá. 59 thằng em thôi, bao chắc. Bao chắc, bao chắc, bao giá luôn. Cổ vịt có ít à? Màu vịt có ít nè, màu vịt có từng này con thôi chị ở phần này. Màu vịt có từng này con, em bóc luôn nhá. Rồi lên mã vịt cho Nguyên nè. Xanh vịt thôi dạ mình. Xanh vịt chứ không phải là xanh rêu, nhưng mà này đâu phải rêu rồi. Màu xanh vịt ấy. Chị nào lấy xanh vịt lên xanh vịt nhá. Đồ nam không chị ơi. Rồi lên luôn dùng nguyên con nè. Nè. Thế. Có lên bài màu rêu mà màu này màu vịt mà. Có lên phố sơ mi con. Thế rêu hay vịt? Vịt nhạt hơn à. Rồi chị nào lấy rêu lên rêu cho Nguyên đi. Rồi lên rêu cho Nguyên nhé. Giá em đi luôn chị mình là 59k rêu. Chốt nhanh tay rêu dùng Nguyên nhé, 59. Rêu vịt gì cũng được. Rêu vịt gì cũng được. Chị em mình thích comment gì. Rồi màu rêu màu vịt gì cũng được. Chị nào lấy cái này. Có một tẹp thôi chị mình nè. Cái này có một tẹp thôi, chưa tới chục con về khách bóc ra còn được có từng hai cái. Rồi chị nào lấy cái này rêu hoặc vịt đều được. Giá em đi luôn chị mình 59.000. Thanh Thí Nguyễn. Hình như màu tím không có đâu chị. Không có màu tím đâu. Rồi chị nào lấy rêu lên cho màu tím chị. Cầm màu chiêu em bỏ luôn cho em luôn đi. Đáng cho Hoa Tô Nguyên. Đáng cho Thu Mai. Không, màu gạch này. Gạch này cũng màu tài phải chứ. Đáng cho Trang Nguyễn. Rồi rêu có mấy con thôi. Rồi màu gạch. Những cái tông màu đẹp không. Nào không có. Nào không có. Đáng cho bỏ thì lửa. Những cái tông màu đẹp. Không có tông ngồi luôn. Đáng cho Tình Hữu. Đáng cho Gia Hân Ngô.
Rồi cho nguyên con này màu gạch nhá. À, em ba đang bán em lên giờ luôn. Thế không lấy đơn cho Hăng Ngô rồi. Hình như lấy rồi phải chứ. Lấy rồi, lấy luôn cho Gia Hăng Ngô rồi phải. Lấy chưa? Ai biết tính tiền. Rồi chị nào lấy màu. Ui là màu đẹp. À, em đang mang giờ em lên giờ luôn. Chờ em xíu xíu. Còn xíu nữa thôi chứ mấy. An Nhiên sandwich. Không có chị Cẩm Nhung, hết sạch rồi. Hết sạch sao rồi. Rồi cho nguyên gạch nhá, hết trắng luôn nha dạ mình ơi. Cho nguyên gạch, chị nào lấy gạch comment gạch. Giá em đi luôn chị ở mình là 59k. Còn màu nào em nói thật sự luôn. 5 màu phát luôn 5 cái. 5 màu phát luôn 5 cái. Để cho mình lê. Lên áo em đang mặc giờ lên luôn đây. Em nói lên là em lên mà. Lê cho Linh Bùi. Rồi chị nào lấy gạch, chốt gạch cho Nguyên đi. Gạch cho Trần Minh Nguyệt. Gạch comment gạch cho Nguyên là được. Rêu cho gạch Mai nha. Mai Cỏ rêu xanh vịt đây bạn. Rêu là xanh vịt hết rồi. Rồi hết. Rồi cho Nguyên màu gạch đi, chị nào lấy gạch comment gạch cho Nguyên là ok. Gạch nhá, 59.000. Cái gì nhắc lại đó chị ơi. Rồi chị nào chưa có gạch comment gạch lên luôn dùng Nguyên nhá. 62 ký đổ về là ok nhá. Gạch đó này sao? 62 ký đổ về là ok nhắc nhá chị em mình lên gạch rêu cho Nguyên. Hết rồi nha. 40 đổ lên, 62 đổ về toàn bộ chị em mình mang bao nhiêu ký cũng sẽ làm ăn ôm. Cái này hàng giả. Rồi ai lấy gạch comment gạch luôn dùng Nguyên. Rồi màu vàng. Gạch vàng và gạch màu hồng. Anh Nguyễn. Hồng đắt này đợt trước nhiều khai chị đặt không Hoàng có. Hồng đắt là một tẹp hả chị? Gạch cho Phong Thanh. Hết luôn rồi đó chị. Gạch cho Lê Hồng. Đọc tên là có nha. Gạch cho Trần Lệ. Nãy giờ đọc tên là có nha. Gạch cho Trần Thanh Hồng. Gạch cho Nghĩa Phan. Chị Thúy Nguyễn bảo là bốc 5 cái 5 màu thì giờ còn màu gì? Thì giờ còn màu gạch hết rồi không đủ. Gạch xanh, rút cho em cái màu nha. Xanh cho chị Thúy Nguyễn, rút cho cái màu xanh. Cái màu vàng, cái màu gạch. Gạch cho Linh Phan. Cái màu hồng đất nữa thôi. Chị Thúy Nguyễn mỗi màu 1 cái, 5 cái. Rồi cho Nguyên vàng. Gạch cho Trần Thu Hồi. Vàng nhé chị em, không cần comment lại. Comment một lần thôi, không cần comment lại là có. Không giáo. Sợ giờ nhiều khi. Gạch cho Trang Nguyễn. Nhiều khi không ấy là anh in bill dư á. Nha. Gạch rồi chị nào lấy cái này lên dùng đi. U là trời, vàng này có ít, vàng này có một tẹp thôi. Đang mang được chị ơi. Thấy Nguyễn được bà. Màu xanh năm kia đó chị. Xanh đỏ đô nữa hả? Ok đủ 5 cái. Rồi lên vàng cho Nguyên nhé. Còn màu vàng và màu hồng đất nữa là hết nha chị em mình ơi. Vàng và hồng đất. Chị thấy Nguyễn đâu có xanh vịt. Chị thấy Nguyễn có xanh vịt. Màu xanh nhạt này đẹp lắm. Đây là màu xanh nhạt nha. Hồng đất. Đâu đỏ đô. Đưa đây cho em màu xanh nhạt này nè. Xanh nhạt này cực đẹp luôn. Hay là chị chọn từng màu đi chứ đừng có. Chơi cầu chơi mấy màu thôi. Giờ có 5 màu này thôi nè. Chị ok cho Văn Anh Nguyễn. Vàng ở đây. Màu xanh nàng vàng đấy, vàng có đẹp hay tập bên đó chơi. Nè. Màu này nhá, ok chết. Em đọc thêm có nha giờ chị luôn. Gia Hăng Ngô. Thế không có, thôi chị chốt đi chị. Em lên màu gì chị chốt màu đó đi. Không có màu như chị chốt đó mà. Đen trắng hồi nãy giờ khách đã chốt hết rồi. Thôi em không bóc nha. Màu nào cũng được chứ. Màu nào cũng được thì em bóc, còn không là giờ em không lọc lại từng cái đâu. Và những cái màu kia là khách chốt hết rồi. Giờ không còn nhá. Rồi cho nguyên con này vàng, chị nào lấy vàng. Quần ống ba em lên rồi. Rồi chị nào lấy vàng lên vàng. Không vàng cho chén nha. Vàng nhá, chị nào lấy vàng lên vàng. Để ý luôn. Vàng nhá, chị nào lấy vàng. Và hồng đất chốt lên luôn dùng Nguyên. Trời ơi. Trời ơi. Vàng cho chén nha. Áo Nguyên mặc từ chờ em xíu. Màu hồng đất này thì là thì chị đặt không có hàng. Vàng cho Phong Thanh. Rất là nhiều chị đặt không có hàng màu hồng đất. Rồi cho em lên cái áo đang ăn luôn. Tốc độ luôn. Hồng cho Ly Huỳnh. Nãy chị chốt rồi, thôi chị đừng có comment lại làm gì. Em đọc tên là có nha, chứ đừng tự dưng chị nhìn nó lại năm cái năm màu thì mà làm sao mà biết được. Hồi nãy em đọc tên rồi là có rồi nha. Rồi chị rồi nha, em qua nha. Trúc Lê. Màu xanh này còn phải chị. Màu xanh này lên màu xanh nhạt cho Nguyên nhé. Hết. Hết rồi đó chị em mình ơi. Rồi bóc giùm em cái con áo em đang mang. Màu xanh nhạt, chị nào lấy xanh nhạt. Giờ còn xanh nhạt và không thấy rồi đúng không? À. Xanh nhạt và hồng đó.
sao ăn bánh ăn đồ các kiểu rồi giờ không chơi nữa là ra hàng. Trời thôi không cho con ạ. À? À bạn con cho bạn với chứ. Ờ à, đấy là con cho bạn đi để bạn buồn nghe. Biết rồi. Mét gì đâu mà nói, mà nói thôi chứ đâu có mét gì đâu, mét gì hết. Mét gì thì con cho bạn để bạn buồn. Chứ có gì đâu mà mét. Trần Trương Mỹ Trương. Rồi con áo em đang mang. Rồi con áo em đang mang luôn có mấy con thôi à. Chị bắt mẫu bắt qua cho bên này cho em đi chị. Đi, em đi nhanh luôn. 5 con thôi. Áo em đang mang có 5 con thôi. Áo em đang mang có 6 con thôi. Thế đụng cái cây lai của cô Nguyên kìa. Có 6 con áo em đang mang thôi. Em đeo luôn kẹo mình 149.000. 40 độ lên 65 độ. Ờ nhầm 62 kg thôi. 62 kg thôi chị em mình ạ. Nhìn nè. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, mùa nào mang được con này hết. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này. Nha, lên mã túi đen cho được ha. Lên đen cũng được. Nha, 149.000. 40 độ len và chị em mình đến 62, thậm chí 65 chị em mình bông treo ok. 6 con. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã. Bỏ cho chị Hà Nguyên cá, chị Kim cá có 5 con, 6 con thôi. Chị Kim cá. Chị Kim 149 cả con nha chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Lấy mẫu qua giùm em với chị. Hà Nguyên, Chi Kim, Trang Nhung Ngô. Cho Bùi Thu Thủy. Bùi Thu Thủy lên để giấy xuống thoại nha. Nãy giờ chưa lên à. Đó con túi nó luôn chị. Con ngay tay chị đó luôn. Ngay tay trái. Ngay tay thế. 149.000. Còn cái mặt nữa cho Thu Hồng. Ra tiếp. Đứa nổi đầu đấy. À. Cái này có chưa? Thu Hồng cho Trần Minh Nguyệt. Chị tiếp tục y cái mã hồi nãy. Bắt bắt cái tiếng y đây này. Giống y cái mã hồi nãy này. Nhưng mà màu bạc màu nâu rồi một tem kìa. Không, bên kia kìa. Bên sát cửa kìa. Ngồi cửa, ngồi cửa. Ngồi cửa kìa giới. Đó. Chích dắt một cây em nè. Y như thế này một cây em nữa. 5 con 6 con gì đây nè. Rồi cho nguyên con này một cây em nhé. 149.000 con nha. Lên đơn kèm cả địa chỉ và số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên mã neo kem cho Nguyên nè. Chốt mã neo kem nha. 40 độ lên 62. Thậm chí 65 chị em mình còn bông cho em được. Thậm chí 65 ăn ok con này luôn. Chị nào lấy cái này lên kem cho Nguyên nha. Ui là đẹp quá chị em mình ơi. Khóa kéo đồng. Màu này đẹp lắm chị mình. Lên mã túi kem cho Nguyên á. 40 độ len 62 thậm chí 65 chị em mình mang ok. Có 5 con màu kem. Hết màu đen rồi chị. Hết đen rồi. Chị em mình lên mã túi kem cho Nguyên á. Có 5 6 con. Có 1 con 2 4 5 con màu kem thôi. Chị nào lấy kem chút kem có 5 con nhá. Em vẫn chịu khó thử chị em mình từng mã. 5 con màu kem nha. Đây 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 đây. Không không lộn. 5 con màu kem thôi. Chị nào lấy kem lên kem cho Nguyên 5 con thôi nè. Kem cho lên kem cho Nguyên. Có 5 con kem thôi chị. Tiếp Trang lấy địa chỉ nha, số điện thoại nha. Trời ơi, toàn màu đẹp. Em nói thật sự toàn màu đẹp mà thứ có cái nên là em sẽ cố gắng thử vậy mình xem luôn. Tiếp Trang lấy địa chỉ số điện thoại nha, kem cho An Nhiên. Đem phía sau cái này hả chị? Cái này hả chị Nấm Thảo ơi? Cái mã ô này đúng không? Ok thì lên mã ô dùng Nguyên nha. Rồi cái này có mấy con? Cái này em có mấy con thôi. Rồi lên mã túi đô. Trời ơi. Em cho Phan Huệ. Đi giao à? Giao hết cái ba mới thôi. Còn có 5 đứa. Ê kinh. Em cho Thị Lê. Đưa đi là ban ngày kiếm tiền đấy em. Trời ơi, cái này có 3 con thôi. Nha, rồi lên mã túi. Hết cây mà. Túi đỏ. Túi đỏ dùng Nguyên nha. Cái này mã ô lên cho chị Nắm Thảo. Thôi đi thì Nắm Thảo này, ok thì Nắm Thảo này. Ok. Cái nào em đọc tên. Tiếp Trang lên địa chỉ cho em thoại nha. Rồi chị nào lấy cái này. À cái này cho chị Nắm Thảo rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em sao em like rồi. 149.000 con khoác lên nè. Ê con này đẹp quá chị em mình ơi.
con này đẹp lắm luôn. Chị nào lấy cái này lên mã túi đỏ cho Nguyên á. Màu đỏ của nó là màu đỏ đô, có được 3 cái thôi nha, lên mã túi đỏ cho Nguyên là được, đúng 3 con màu túi đỏ. Chị nào lấy túi đỏ lên nhanh tay, giá đi luôn kẹo mình là 149.000. Lên đơn kèm cả địa chỉ, cả số điện thoại hết trên like cho em nhé. Rồi chị nào lấy túi đỏ comment mã túi đỏ cho Nguyên là được, giá đi 149, 40 đổ lên 62. Chị nào mang ôm đầy được lên 65kg vẫn ok. Chị nào lấy túi đỏ, chốt mã túi đỏ cho Nguyên là ok, có 3 con túi đỏ lên, giá đi kẹo mình 149.000 nha. Chị nào lấy túi đỏ bao chắc bao giá luôn kẹo mình luôn. Rồi ai nhanh có luôn, mã nào cũng đẹp hết, mua mỗi một con, có mua 2 con. Len chị ơi, len là dòng len hai da nha, len hai da xịn sò lắm luôn. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này luôn, rồi cho nguyên con này len mã này lên luôn dùng nguyên nè. Con neo vàng chữ sao cũng đồng giá luôn. Rồi len mã này mã gấu, mã nào cũng đẹp hết chị em mình luôn. Len cho nguyên con này gấu 40 đổ lên 62, chị nào gọn lên 6. Con vàng phía sau để chị, con vàng phía sau em à, đây hả? Thì chị Nguyễn, chị đây là từ chị chỉ vô em coi con này còn không. Em đi từng mã chị, chứ em không có lên mấy được đâu. Lên để hai lên hết mã này, lên mã khác chứ. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên gấu. Còn con Nguyên đang mang từ từ chờ Nguyên xếp để coi còn hay không nhé. Rồi chị nào lấy gấu, có mấy con gấu thôi. Đây này sao? Có 4 con gấu thôi, mỗi màu còn có mấy con à. Có 4 con gấu thôi, chị nào lấy gấu, cầm em gấu, gấu có 4 em. Chị nào lấy gấu, chút gấu, gấu có 4 con gấu thôi. Chích cha, chị Thảo nờ tiên Nguyễn dặn quay mất tiêu rồi. Chồng mẫu khác chị Hề, vì mẫu đẹp lắm. Gấu cho chồng mẫu khác giùm em nhé, quay mất tiêu. Chồng mẫu khác giùm em nha. Ôi cái này còn được, còn cái này hàng 63.000. Nó đi 59.000 luôn con cái. Cái này cũng đi đi 59.000 luôn con cái. Con này dòng cổ lọ nhé. Cái này dòng cổ lọ nha, có một con gấu kem này nữa thôi nè. Con này dòng cổ lọ nhé, chị nào lấy lọ à? Lọ 59 thế. Gấu. Gấu đó, gấu là được. Gấu là được. Gấu cho thủy hình. Con này lên mã lọ 49 cao luôn dùng nguyên con cái. Vàng đây còn không chị? Chanel hả? Vàng Chanel nè. Là có. Đây vâng. Vâng. Kiểm tra giùm em con này. Cái này cho chị của lọ cho tình hữu. Kiểm tra giùm em. Lựa họ lọ 59 nha. Lọ 59 cao luôn. Bên kia con cho em luôn cái mắt đẹp đẹp nó luôn. Thì giờ mình, móc vô chỗ nha. Đây đây, vàng này nè. Vàng Chanel. Thủy hình cái, mai cỏ cái. Đó, nó đó chị. Đây, cân màu bò này đẹp. Chị ơi, chị Thủy hình ơi, chị chốt chuẩn đi. Sao cái nào chị cũng chốt thế? Gấu chị cũng chốt, rồi vàng chị cũng chốt. Sao giải ai chốt cho được? Chốt chuẩn cho em nha, chứ đừng có chốt mua cái thái cái trước lên cái sau mất công lắm. Rồi trong nguyên vàng, vàng có mấy con chị? Thảo nè tê à? Đâu có. Thủy hình với ai đây? À, không, cho chị Mai Cỏ. Mai Cỏ. Mai Cỏ. Chị Trần Quỳnh Thi. Người chốt không có. Trần Quỳnh Thi, chốt chuẩn giùm em đi chị ơi. Cho chị Ánh Tuyết, chị không lấy thì chị đừng lên comment giùm em nha. Cho chị Ánh Tuyết. Cho chị Lục Tăng. Đây, cái này. Ê, con này. Con này. Tại vì ví dụ như bình nhiều thì chị em vẫn thể đổi từ cái này qua cái khác, trong khi nó có số lượng nhiều. Trong khi hàng này thứ có một cái mình comment được là người khác sẽ không comment, sẽ không có nha. Còn bắt đi xả tới xả lui mất công lắm. Bỏ con gấu nó qua cho khách khác đi. Chị Thanh Nga đi. Bỏ con gấu hồi nãy của chị nó qua cho chị Thanh Nga đi. Rồi chị nào? Hết rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Còn con đi ai đây? Lục Tăng đây. Lục Tăng. Cái này hồi nãy còn cá thì vậy mà 59.000. Cái này còn cá nè. Thật chứ. Mất công lắm luôn ấy. Cái này còn cá nè. Rồi chị nào, tại vì nếu như mình có số lượng nhiều những khác đó, ưa chọn gì chọn. Hết rồi chị. Hết rồi, xanh này con cá 59.000. Hết rồi chị ơi, mã khác cho em nha. Eo, cái này cũng xinh luôn, nhưng mà nó phối cổ dứt dắt lại đẹp nữa. Trời trời, nail này lại phối cổ dứt dắt nữa nè. Ba con màu bò, len ép hai da. Ơ, nhầm, len hai da. Áo gáo không đang mang hết rồi, u là trời. Nè, còn cái mang đi chứ. Thế còn có cá à?
Còn cái chị ơi, còn cái đó chị nào lấy gấu chốt gấu, chị Trần Quỳnh Thi có rồi. Này. Trời, con này đẹp quá. Xanh hồi nãy gì đổ Minh. Nhiêu vậy? 59.000. Xanh cho đổ Minh. Gấu đâu ra 59.000 trời, coi like chị giùm em nhé. Áo khoác là 149.000 con. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nail cho Nguyên là được, đẹp chưa? Gấu lên mã nail. Gấu đâu có. Trai chưa chốt trai, ba chốt trai chốt. Chưa chị ạ. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên nhé. Comment mã này lên mã nail vàng cho Nguyên có 3 con thôi. Nail vàng có đúng 3 con, chị nào lấy mã nail vàng comment nail vàng cho Nguyên là được nhé. Gấu hồi nãy màu nãy hết rồi chị ơi. Nail vàng có 3 con, chị nào lấy nail vàng chốt nail vàng cho Nguyên là ok. Giá em đi luôn chị em mình, gấu hồi nãy hết rồi chị ơi. Gấu màu Nguyên mang hết rồi. Sẽ chuyển qua chị em mình gấu màu khác. Gấu màu khác. Gấu đen. Chuyển lên cho Nguyên con này gấu đen nhé. U là trời ơi. Nail vàng cho Phạm Thị Phi. Chưa. Là dòng lên S như thế này chị em, à lên hai da như thế này chị em. Chắc của nó là lên hai da nhé. Thảo Vương được nha. Rồi cho Nguyên con này lên gấu đen cho Nguyên nhé. Gấu đen chị nào nhanh có 149.000 con này. Rồi lên mã gấu đen 149, em nói rẻ thôi chị em mình mua con này. Người ta phát thì em 201 là chuyện bình thường. Nail vàng cho chị Ái Nhi Võ luôn. Ái Nhi Võ. Bộ bé vàng phía sau, bộ bé ở sau màu hồng. Số mấy? Số 1 thôi, tầm 12 13 kg thôi. Rồi cho Nguyên con này. Gấu đen nha, được chưa? Rồi chị nào lấy gấu đen comment gấu đen nào, đẹp hết chị em ơi. Em nói bình thường cái này chị em đi mua phát người ta bán giảm hơn 201, cứ thích lên một chút. Nguyên nói thiệt sự là đi mua con này người ta bán 201, 202, 250, mua cũng được. So với cái giá này nó ok nha. Con này em đi chị em 149k thôi, 40 đổ lên. Cái này là mang ra hết á. Rồi cho Nguyên con này lên mã gấu cho Nguyên là được. Con này đẹp quá hề. Để cho con gấu đen đi. Không có số 5 chị ơi. Để cho hạng Nguyên con gấu đen đi. Khoác ngãn được. Nè, đẹp cực kỳ. Rồi chị nào lấy gấu đen lên gấu đen cho chị Lê Tình cái gấu đen. Chị ơi em đi luôn chị em 149.000, 40 đổ lên, 62 đổ về chị em cho ok gấu đen bên kia kìa. Gấu đen nha. Thế. Sao con nhớ đâu, không có giá nè. 120. Đi có 110 á. Chị hàng nó hàng 139.000. Lê Tình, gấu đen, Nguyễn Thanh Hoàng lấy địa chỉ cho em. Không đổi qua đổi về đó chị. Không đổi qua đổi về đó. Rồi chị nào lấy gấu đen, chốt gấu đen cho Nguyên nhé. Không đổi qua đổi về đâu chị ơi. Chốt chọn nha. Rồi ai lấy cái này lên mã gấu đen cho Nguyên, giá em đi luôn chị em 149. Nguyễn Thanh Hoàng lấy địa chỉ số điện thoại gấu đen cho khách lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết trên like dùng Nguyên nhé. 40 đổ lên, 62 đổ về chị em chốt ok và giá em đi luôn chị em là 149k cái. Chị nào lấy gấu đen, chốt gấu đen. Gấu đen cho Trinh Nguyên. Rồi, chút chị em mình mã này nè. Mã này phối mũ đẹp quá. Gấu đen cho Hoài Thu. Cái này có cái túi xinh xinh. Lên mã nail đen. Mấy khi có cái gấu giá này chị em. Hồ Hương lên địa chỉ xuống hỏi. Mấy khi nha. Có cái giá này, em nói thiệt sự luôn. Đẹp, chắc phê luôn. Lên hai da như vậy mình ơi. Thì anh. Lên hai da nhá. Lên hai da. Rồi chuyển qua cái mã này. Lên mã túi đen dùng Nguyên nhé. Túi đen, chị nào lấy túi đen, chút túi đen. 40 độ lên 62 độ về nhé. 40 độ lên 62 độ về là ok. Chị nào lấy cái này lên mã. Gấu đen cho Su Lê. Túi đen cho Nguyên là được nhá. Có lên đồ bộ ấm à, từ từ lên sao vậy ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã túi. Còn mấy mã túi màu đen. Ok, Nguyễn Thanh Hoàng có rồi nha. Lên túi đen dùng Nguyên nhé. Túi đen này sẽ này, có tầm chục con thôi. Ai gấu đen Nguyên đang mang thì chốt gấu đen. Còn chị nào túi đen túi, cho Hồi Liên Hồ. Túi cho Nguyên. Rồi cho Nguyên con này túi nhẹ nhẹ, chị đụng mấy cái lai giật. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn cho Nguyên đi. Chị nào lấy cái này lên túi đen cho Nguyên là ok. Giá đi chị em mình là 149.000. Túi đen ơi, em đọc tên là có nhé. Trang Lệ. Đọc tên là có, giờ hỏi là không biết đâu á. Thiệt luôn á. Nha. U là trời. Nè. Cân ghê luôn á. Nè. Toàn bộ len của nó là len hai dai vậy mà nói xịn. Túi đen cho Thị Tinh Hồ. Mà đi chị em mình 149.000 thôi. Lên đơn kèm cả địa chỉ, cả số điện thoại luôn trên like cho Nguyên nhé.
Không, khách đi bán giờ em không có nha. Rồi ai lấy túi đen, chế nha. Chốt túi đen dùng nguyên nhá. 40 độ lên, 62 độ về. Chị em mình bao nhiêu ký cũng mang ôm body hết nha. Nói chị nào càng to thì nó càng giãn ra thôi. Như thế này, càng to nó càng giãn thì lên lê. Lên, rồi chị nào lấy túi đen, lên túi đen. Lên đơn kèm cả địa chỉ, cả số điện thoại luôn trên live cho em. Hết túi rồi đúng không? Hết rồi nè. Hết túi đen như vậy mà. Thị Phương Phùng và túi đen cho Thi Trần hết nha. Hết túi đen như vậy mà nữa. Cái này lên mã túi kem, túi kem này có 5 con thôi. Cái túi màu kem, cái này nó phối cái túi và cái cổ ống đẹp. Không, đâu có lai riêng nam đâu. Đâu lai riêng nam đâu. Túi đen hết nha. Rồi lên mã túi kem. Chốt lên mã túi kem cho Nguyên nhé. Y mã túi đen hồi nãy á. Nó phối cái cổ ống đẹp. Cái tay ống đẹp, túi cũng đẹp. Khóa là khóa đồng, túi đen hết rồi nha. Rồi chị nào, em chỉ cho dồn đơn trưa thôi nhé. Đơn khi trưa thôi, còn đơn cũ không là em không dồn vô đâu chị ạ mình nha. Nhà em chỉ gom đơn khi trưa thôi. Rồi chị nào lấy túi kem, hết túi đen rồi chị ơi, xin này. Kem này có 5 con, chị nào nhanh có. Lên mã kem cho Nguyên 5 con thôi. Chị nào lấy túi kem, comment mã túi kem cho Nguyên là ok 5 con. 40 độ lên 62 độ về là chị em chốt ok nhé. Mà bao nhiêu ký cái này đi giá vô trước, 149.000. Nha, bữa sau nhớ cái giá em bán. Rồi ai lấy cái này lên mã, cái này toàn bộ của nó là khóa đồng nha. Em nói vô tư chị em mình mua con này, người ta bán dễ mình 201, mua vẫn được nha, mua vẫn được. Rồi chị nào lấy kem chút kem, có mấy con kem thôi, có 5 kem con một kem mai. Chị nào lấy kem lên kem chung là được 5 con một kem nha, chốt nhanh tay. 5 con màu kem, chị nào lấy túi kem comment túi kem, 5 con màu kem với giá lên chị em là 149.000 chị ạ, 149.000 nhá. Chị nào lấy túi kem comment mã túi kem 149 chung là ok. 40 độ lên 62 độ về chị em chúc đẹp 149. Đó, chị nào lấy cái này lên kem. Kem nha, kem cho Tường Vi. Áo đen Nguyên đang mặc hết luôn rồi chị ơi. Thùy Anh. Chốt luôn rồi, hết kem. Áo Nguyên đang mặc vậy á. Còn à? Còn áo Nguyên đang mang còn. Nè. Áo Nguyên đang mang Thùy còn Anh. Luôn. Áo Nguyên đang mang thì dễ mình lên gấu cho Nguyên là được nhá. Chị nào lấy áo Nguyên đang mang thì lên gấu. Gấu. Hà Đinh. Thôi em không còn chị ơi. Hết túi kem rồi nha, hết túi kem đúng không? Cái này đỏ đồ con cả. Thôi em hết rồi chị. Đỏ đô em có một cái, chị nào lấy cái này. Lên đỏ đô, cái nào còn dạng túi chị. Hết kem rồi nha, còn gáo đó. Cái này con cái à. Đó đang mang chị Hà Thị Thanh Thí. Rồi cho Nguyên con này, đỏ đô này con cái. Xin này, đỏ đô này con cái. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Hết luôn rồi đó hả. Rồi hết rồi đó chị em mình ơi, còn 2-3 cái. 2 mẫu nữa là hết rồi. 2 mẫu nữa là hết luôn rồi. Bên góc bên này nè chị. Bên này như gió là còn ít lẻ bên đó chị. Bên phía bên này nè, phía bên đó khoác gió. Em đem 149.000. Rồi chị nào lấy cái này đỏ đô con cá à. Đỏ đô con cá à, 149 cá nè nha. Đỏ đô, chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô cho Nguyên là ok 149. Ở chợ không biết báo lên gì mà em hỏi giá. Nói 550 kêu là lên ép hàng loại 100. Kiểu gì á, mình phải ví dụ như 550.000 đúng không? Mình trả 250.000 họ sẽ bán. Thì như thế, 250 hoặc 201 hoặc 200 họ sẽ bán. Cái đỏ này con cá nhất là dạo như là Thái, Lai Thái. Đi chợ Khánh ví dụ như hồi xưa mà đi lên giờ chợ là giảm xuống nửa nhá, chia đôi giá ra phải trừ xuống khoảng 30.000 nữa. Đó, nhiều khi còn hố nữa đó. Rồi trong nguyên cái này có 5 con, 2 4 5 bò. Lên mã neo bò cho Nguyên nhé, 5 con, 149k. Mã neo màu bò. Mã neo màu bò 149.000. Có viên bá phía mẹ em lên nha. Ôi con này cái túi cũng xinh. Này túi xinh. Nè. Con này túi xinh quá. Rồi chị nào lấy neo bò, chút neo bò. Túi đỏ em hết rồi nhá. Mã Chanel màu bò. Rồi chị nào lấy neo bò. Quần lên lấy sao chị ơi, từng mã chị ơi. Em lấy từng mã, coi like nhà em là biết rồi. Từ mãi đang hết chút hết rồi chị. Hết chút rồi. Hết rồi, hết sạch rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment mã túi màu bò nha. Lên ép cho Nguyên nhá. Hàng 2 da. Mà toàn bộ hàng này hàng Quảng Châu không, chứ mình đâu có ít nào sản xuất đây này. Màu bò này có 5 con. Có 5 con màu bò nha. Rồi chị nào lấy 5 con màu bò thôi. Chị nào lấy cái nào lên bò cho Nguyên là được. Trẻ mình cứ cầm cái này, người ta treo lên, người ta bán 200 mấy gì hết á, chắc sướng lắm. Chị nào lấy cái này lên bò cho Nguyên là được nhé. Gáo đen cho Hà Lê. Comment mã này là mã
túi bò cho Nguyên là ok. Túi bò hoặc là nail bò cho Nguyên là được nhá. 40 đổ lên, 62 đổ về là ok. Chị nào lấy cái này lên màu bò cho Nguyên là được. 40 đổ lên, 62 đổ về có 5 con thôi. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên bò cho Nguyên còn mẫu hay mẫu nó lấy hết sạch à. Đó, chị nào chưa săn được mã này săn luôn nhá. 40 đổ lên, 62 đổ về. Được chưa? Tiếp em thay qua cái mã này thì em mình xem luôn nè. Mã cái túi túi phối này đẹp quá nè. 24 5 con. Đây cho Nguyên mã số 5. Đinh dài tay có chị xíu em lên. Cái này 149.000 nha. 40 đổ lên, 62 đổ về là chị em cho ok, màu đáng cưng quá nè. Toàn bộ khóa của nó là khóa đồng nhá. Khóa đồng. Cái này cũng có 5 cái thôi. Hàng còn thứ còn ít chứ không có nhiều. Rồi tiếp luôn dùng em con nè. Hả năng sinh. Hả năng sinh này em. Túi bò cho Ngọc Diễm. Đóng cửa lại được không chị? Lạnh rồi. Không phải lạnh nữa. Đau đầu, nghe cái mũi đau đầu. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 5 có 5 con thôi. Phối đẹp lắm. Cái này 2 đến 2 cái nút ngọc chỗ này nè. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chốt lên luôn dùng Nguyên con này lên mã này là mã túi ngọc đi. Chốt mã ngọc cho Nguyên là ok nhé. 40 đổ lên, 62 đổ về là chị em chốt ok. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 40 đổ lên, 62 đổ về là chị em chốt đẹp. Có 5 con thôi. Chị nào lấy cái này lên mã túi ngọc, 5 con túi ngọc. Chốt nhanh tay 5 con túi ngọc nhé. Ai lấy túi ngọc comment túi ngọc cho Nguyên là được nhé. Mã 5 nè. Đó, mã 5 là túi ngọc đấy. Chị nào lấy túi ngọc chốt túi ngọc. Giá em đi luôn chị em mình nè. 149.000 nha, từ từ. Nha, chị nào lấy cái này lên mã túi ngọc cho Nguyên là ok. Rồi lên mã 5 cho Cúc Phan. Nêu một cái dày cộm 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 luôn. Con này dày cộm 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 luôn. Túi ngọc cho Nguyễn Thanh Hòn. Cẩm Hà Đinh hồi nãy được một mã rồi nha, như túi kem á. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nail đi. Nguyễn Thanh Hoàng lấy địa chỉ đi. Đây đi á. Rồi lên mã nail đi. Ok lên rồi. Nha, chốt mã nail đi. Túi chéo như thế này nè. Lấy con này em sẽ mang thử luôn chị em xem nhé. Chị ơi toàn bộ là len 2 da nha chị ơi. Toàn bộ là len 2 da hết. Khoác len 2 da nha. Rồi chị nào lấy ngọc nữa lên ngọc cho Nguyên. Chị Thi Phương Phùng à? Thi Phương Phùng. Em không, không đổi cái không gì. Không đổi gì nha. Em không đổi cái gì hết. Ai cũng đổi tới hồi sau. Đến lúc chốt đơn không có chốt được chị ơi. Còn không từ từ. Hết. Cứ thế mãi sau rồi cứ đổi thôi. Còn chị em mình cứ ngồi chờ đến khi nào người ta chốt hết. Còn cái mã nào mình ưng là mình chốt. Chứ còn mà chị em mình cứ đổi qua đổi về. Em coi like nhà em để em cũng có đổi đâu. Không đổi nha. Nha còn không là từ từ. Từ từ chờ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nail luôn dùm Nguyên nhá. Xong nha. Xong chị nào lấy nail lên nail cho Nguyên có mấy con nail thôi. 3 con nail rồi. 2 con nail. Cái này còn có 2 con nha. Có 2 con nail. Chị nào lấy nail lên nail nhá. Nail nail cho Nguyễn Thị Thương. Có 2 con nail nhá. Giá em đi luôn chị em mình là 149.000. Em không đổi nha. Chị em mình để ý luôn dùm Nguyên nha. Coi lại là chút chuẩn. Len của nó là len 2 da xịn sò này. Dạ mình đi mua 200 mấy là chuyện bình thường. 40 đổ lên 62 ok. Còn một con nail nữa là hết vậy Trần Quỳnh Thi. Nail đen cho Trần Quỳnh Thi. Trần Quỳnh Thi đang mang. Rồi nail bò có 3 con màu nail bò. Mã nào cũng đẹp. Em nói thật sự mỗi mã. Chị ơi giờ chịu quá chị nha. Giờ hỏi lại là bó tay. Nè. Kiểu đẹp giãn chắc nè. Giãn cực kỳ sướng luôn. Là lên 2 da nhá. Rồi lên mã nail màu bò. Nail màu bò. Hồi nãy đọc cái màu nail đen hết rồi đó. Nha. Rồi cho Nguyên con này nail bò nhá. Hết nail đen rồi chị yoga cho Phương chuyển màu giùm em nhá. Nail bò. Đây em mang cái nail màu bò đi vậy mình xem còn có 3 con thôi. Còn có 3 con nail màu bò nhá. Chị nào lấy nail màu bò comment nail màu bò chung là được. Lấy đúng mã là nail bò. Khác nhau mà chị. Đây, khác mẫu. Nhau mà. Dạ dạ mẫu khác nhau hết á. Rồi chị nào lấy nail màu bò nhá chị em mình ơi. Còn màu bò nhá. Chị nào lấy màu bò lên màu bò. Được có 3 con màu bò thôi. Hết đen rồi chị nha. Chị ơi, chuyển tông màu bò cho em nhá. Hết màu đen rồi. Ôi. Hôm nay đi xin ngủ lan nữa rồi đấy. Tới cái thời đen hết rồi chị ơi. Còn một bò nha. Chị nào lấy bò comment bò cho Nguyên là được nha. Noel là xin đi ngủ lan à. Dạ. Đến mai chúc Noel. Mai chúc về mai qua chúc Noel nha. Con biết nhạc cô. Con biết nhạc cô.
đi chúc Noel nữa mới ghê. Rồi còn màu bò nhé, ba con màu bò nha chị em mình ơi. Chị nào lấy neo màu bò, chúc neo màu bò. Giá em đi luôn chị em mình là 149.000 cho mã neo màu bò nữa thôi. Rồi tiếp luôn. Mưa Trang ơi. Rồi có dù mà lo gì. Rồi neo màu bò nữa thôi, chị nào lấy neo bò chúc ba con neo bò. Neo bò cho Ngọc. Ba con neo bò rồi cho em luôn cái mã. Cho em luôn cái mã mã ngực nó luôn chị đàn sao. Mã ngực nó đàn sao. Vào nhanh con ngực này nha chị em mình ơi, mềm cực mềm. Em nói là mềm cực mềm luôn. Đó, mà nó neo bò thì Thuấn Nguyễn thì tính Nguyễn hết. Thuấn Nguyễn con Nguyên đang mang thì tính Nguyễn lo hết. Hết neo bò như vậy mà nó. Hết neo bò luôn rồi chị. Hết sạch neo bò rồi. Neo bò còn kiểu neo này thôi nè. Neo mà neo dạng dứt dắt như thế này thôi nè. Còn kiểu neo dạng dứt dắt như thế này nè. Ân thì chốt nè. Lên mã túi bò đi, nó cũng tương tự à. Lên mã túi màu bò nha, chị nào thích cái này thì lên mã túi màu bò, nó tương tự còn được hai con thôi nè. Túi màu bò mã này em đang mang hết rồi. Bữa em đang mang còn bà mấy này. À còn một kem. Cây bún thù màu vàng. Từ 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 từ. Chị nào lấy mã túi bò trong là được nhẹ nhẹ cái cây ra để em rung. Túi bò 149.000 nhá, có được hai con nha. Chị nào lấy cái này, đây chị ơi, đây là mã túi bò. Đi thôi cũng na ná thôi à. Túi bò đây chị nè. Được có hai con, chị nào lấy túi bò mã nào mã lên rồi, còn được hai con mã túi bò. Chị nào lấy túi bò chốt túi bò 149.000, 40 đổ lên 62 đổ về. 40 đổ lên 62 đổ về, khách lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại lên trên like cho em nha. Mua hàng kèm cả thông tin, cả số điện thoại lên trên like cho em nhé. Rồi con đang mang khách chốt luôn nè. Chị Gôn Võ ơi, lên thông tin đi chị ơi. Túi bò. Túi bò cho Gôn Võ. Lên địa chỉ lên số điện thoại lên trên like cho em nhé. Đây, mã chè nêu đang còn ít. Mấy chè nêu đang còn một kem mà chị em mình ơi. Nêu kem. Gôn Võ có rồi nha, lên địa chỉ số điện thoại nha. Lên hết địa chỉ lên số điện thoại luôn cho mai giúp em chị ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này nè. Chị nào lấy cái này lên mã nêu. Nêu nãy nêu một kem, ốc tai hết rồi chị. Nêu kem nhá. Chốt mã nêu kem 149.000. Chị ơi chị chốt ấy đi chị. Nãy giờ chốt xong rồi cái giờ nó coi lại nữa em không like lại đâu chị ơi. Đã đi ơi lên cho chị coi, chị chốt rồi xong chốt rồi chị bảo ấy lại chị không chị có thể bỏ đơn đây nhá. Hồi nãy em đưa một hông thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Comment mã nail kem nha. Nail kem có 3 con thôi. Em không like lại bỏ ra đi sao. Công lắm. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nail kem nhé. Có được 3 con. Giá em đi luôn chị em 149k. Chị nào lấy nail kem chút nail kem. Có khoác lên màu đỏ tươi à. Không em không lên đi về đó chị. Đã bảo là cho lên coi lại. Em đã like lại cho chị coi. Chị chốt rồi giờ chốt xong chị bảo là cho chị coi lại. Em không like lại nữa nhé. Rồi chị nào lấy cảm thấy cái nào ok là chị em chốt thôi. Còn không chốt qua mã khác em không lai đi lai về đâu chị. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Nha, chị nào lấy cái này lên nail kem có mấy con nail kem thôi. Ba con nail kem à. Ba con nail một kem. Giá nail luôn chị 149.000 toàn bộ là lên hai da khóa đồng nha chị em mình ơi. Có túi như này nè, cân chưa? Có ba em thôi. Chị nào lấy nail kem comment lên nail kem dùng nguyên nhá. 40 đổ lên 62 đổ về chị em chốt đẹp. Kem cho Tiết à. Trần và Phi Nguyễn hết theo kem nha. Hết theo kem nhé. Sao luôn cọc nó luôn đi sao. Sao luôn cọc nó luôn đi. Mã này có một cái duy nhất chị nào nhanh có. Đúng một cái. Có một cái duy nhất 100. Nail kem em hết chị Nguyễn ơi. Có nail bò. Còn hai con màu nail bò. Màu bò á. Mình chỉ có màu bò nhé. Hai con màu nail bò thôi. Và mã này có đúng cái. Mã này lên mã số 1. Dòng này là lên hai da như vậy mình ơi. Toàn bộ lên hai da khóa đồng 40 độ lên 62 độ về. Nè, chắc lên nè. Em nói là dài cộm cộm côn luôn ấy. Chị nào lấy cái này lên mã số 1 cho nguyên con cái. Và con hai con neo màu bò. Nha, chị nào lấy neo bò y nguyên đang mang mà màu bò thôi không khác gì hết. Và chị nào lấy neo màu bò chút neo màu bò chung là được. Rồi lấy mã số 1 con cái. Chị nào lấy mã 1 thì lấy mã 1 chung là được. Đúng một cái. Anh đẹp đi. À, dòng thổ cẩm rất đẹp lắm. Rồi chị nào lấy mã số 1 comment mã số 1. 40 độ lên 62 độ về chị em cho ok. Mấy cái rồi mà nên phải 4 cái 5 cái rồi. Mấy đợt về 3 cái. Đó. Tối nay có lai áo thun có tông. Không, chị em mình chờ em nhé. Chờ em nhé. Chờ em mai à. Mai 21 rồi. Chắc mốt là sẽ có áo hãng xịn nha. Của Nam. Ngày mốt có. Mã số 1 con cái thì Trần Minh Nguyệt. Một cho Trần Minh Nguyệt. Rồi lên mã GD.
comment g đen chờ em tầm ngày mốt có 1.000 con áo nam hả, đừng mua em đó. Ui cái mã này cưng chưa này, mã này lên mã túi đen, có hai con túi đen, hai con túi đen 40 độ len. Trời ơi đi mang thử đi chị em, mà đẹp quá. Chờ em xíu xíu nhé, mang thử luôn hết rồi, con đang mang khách chốt rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng túi và nói túi đến ngọc ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên mã túi đen, lên nam không chị? Vậy nó hết lên nam rồi. Cái nhỏ to nhỏ ở đây là nhìn tròn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã túi cho Nguyên này, giá đi dạo anh 149 túi. Túi đen này có hai con đẹp này, không lẽ chừa luôn con này nữa không? Chị nào lấy cái này lên mã túi, túi đen cho Nguyên nhé, có hai con túi đen thôi, chị ở 149.000. Đúng hai con túi màu đen 149, hết rồi đó, hai con túi màu đen, một con túi màu nâu nâu đẹp và một con neo màu đỏ đô nha. Chị nào lấy neo đỏ đô, chút neo đỏ đô vừa đẹp vừa rẻ nha, đi mua 200 mấy nghìn chị em mình ơi. Rồi nhá, có hai con túi đen, một con túi màu một cái màu nâu nâu ấy và một con Chanel màu đô. Rồi hết túi đen nhá. Mã nail màu đô này. Túi đen có một cái à? Ừ, còn đây cái nữa hết nè. Cho hồi liên hồ này túi hết. Cho hồi liên hết hồ. Túi đen rồi nhá. Còn túi màu này chị em mình ơi, màu nâu. Màu cũng tương tự à. Rồi chị nào lấy túi nâu, thích túi nâu lên túi nâu cho Nguyên đi. Màu tương tự mà. Rồi chị nào lấy túi nâu comment túi nâu 149.000 đó chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Túi đen hết rồi nha. Riêng bé trai chưa chị, sắp em lên, sắp lên rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên đỏ đô nhé. Chị nào lấy đỏ đô comment đỏ đô cho Nguyên là được. 149.000, riêng trai nó rất là rẻ nhưng mà có size đến 30kg rồi. Riêng trai dài tối nay em sẽ đi luôn chị, mình là size từ 30kg độ về thôi, hình như là 18 độ lên phải, 30 18 20 độ lên 30 cái độ về. Rồi chị nào chưa có chốt, rồi nốt luôn mã này nữa là hết. Nốt luôn mã này nữa là hết nha. Rồi lên mã này màu sáng sắc màu gì đây. Ôi. Là cái mã túi này đẹp. Rồi, hết nha. Mã cuối cùng. Mã cuối cùng. Đẹp chưa? Rồi lên mã này. 149k một con. Lên mã túi màu xám đi. Rồi lên mã túi xám cho Nguyên là được nha. Áo ma người ta chốt rồi nha. Comment mã túi xám cho Nguyên là ok hết. 149.000 cho mã túi xám, mã này cần đem thử luôn chị em nót màu nào. Nha, thử nót màu nào như vậy mọi người. Cho Nguyên con này lên mã túi xám. 149.000 hết mã nhé. Em đi chị em nấu ngược và đi chị em mình nè. Túi xám cho Lê Kim Chi. Cái này khách chốt rồi nè. Của Gia Cát Tàu. Để đi mai đi chị. Để mai đi. Rồi túi xám này. Rồi em mang chị em mình túi xám thôi, 149.000 túi xám. Túi xám cho Hồng Hạnh Lê. Đẹp, mã này đẹp lắm. Mã túi này đẹp lắm. Cái cổ nó phối cổ cũng đẹp. Nó phối hai túi cũng đẹp. 149.000 con rồi lên. Túi xám cho Trang Hồng Loan. Rồi chị nào lấy túi xám comment, chị Thanh Nga lấy cái gì đó hè. Thanh Nga lấy cái gì mà lên địa chỉ lên số điện thoại đó chị ơi. Rồi cho Nguyên mã túi xám dùm Nguyên nhé. 149.000 toàn bộ là lên hai da, 149 40 độ lên 62 độ về mau ok hết. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. 149k cho Nguyên. Màu nào cũng đẹp chị em mình ơi. Màu gì cũng đẹp hết trơn ấy. Rồi chị nào lấy túi xám comment túi xám. 40 độ lên. Túi xám cho Văn Anh Nguyễn. 62 độ về là ok. Chị nào lấy túi chút túi nhé. 40 độ lên 62 độ về cho mã túi xám. Chị nào lấy túi xám chút nhanh tay. Túi xám cho Liên Hoa. 149 149 149. Đó, nhanh nha. Rẻ đẹp. Rồi con này. Cho em thêm màu chị. Cái này không chọn màu nhưng mà cho em sao các màu. Một áo là hay luôn. Ủa? Rồi. Một con màu. Màu đỏ còn cái. Màu đỏ còn một cái đó nha. Có một cái màu đỏ đô đó. Thứ xám thì Phương Minh Lương luôn kìa. Phương Minh Lương. Phương Minh Lương cho chị Bích Hương. Bích Hương thì Trao Bùi. Bích Hương. Trao Bùi. Trao Bùi cho mã túi xám. Chị nào lấy cái này cái túi xéo này cưng cưng. Trao Bùi. Thầy nó làm cái túi chéo này cưng cưng. Chị Thúy Kiều Phạm luôn. Rồi ok. Chị nào lấy túi chút túi. Mấy này có túi này dinh dinh. Tính bé giờ luôn á chị. Từ từ chứ nôn gì. Mới chín em like còn hơn tiếng đồng hồ nữa. Không thả cho em đi. Một mã này nữa đâu lái rồi. 5 cái chứ mấy. Nói không chị khỏe luôn á.
Nói xong thì thở luôn kìa. Rồi chị lấy cái này lên luôn giùm em nè. Rồi cho nguyên con này gấu. Túi xám cho Vũ Phan. Năm con gấu này nữa thôi. Hồi nãy chừa cho bạn Hà Nguyên cái gì ta? Cho áo con gấu nào bà chạy ra. Gấu màu này có 5 con gấu màu bò nha, chuyển gấu màu bò. Chị nào lấy gấu bò chút gấu bò cho Nguyên nhé. Phép em không chị ơi. À, đưa cái con màu đỏ đô cho Châu Mỹ Trang coi. Ok lấy cho. Gấu gì gấu ở đây cái. Gấu có 5 em thôi. Có 5 gấu em gấu. Gấu cho con bò. Chị này chị chưa lên thông tin đâu đó. Chị gôn bỏ lên thông tin nha. Lên thì chị lên số điện thoại luôn cho like cho em đi đã chị. Một con gấu đi. Đây màu đỏ đô này có một cái này. Lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại nhé. Và chốt chuẩn nha. Mình mua hàng mình xác định mua hàng là chốt chuẩn luôn. Đừng có xả tới xả lui nha. Rồi cho Nguyên con này. Thất lắc lông em còn. Chờ em lên xong. Còn con cái màu đỏ đô. Quên bỏ lên địa chỉ luôn đi nha. Còn đúng một cái màu đỏ đô thôi. Chị nào lấy đỏ đô thì chốt đỏ đô dùng Nguyên nhé. Đỏ đô. Rồi chốt lên đỏ đô luôn dùng Nguyên 149.000 cái cuối cùng. Ok. 149.000 cái cuối cùng. Gấu bò đó sao? Gấu màu bò đó. Gấu bò cho Thảo Nguyễn. Mai ghé không ấy đâu chị. Thôi bỏ riêng cho chị đi. Bỏ riêng cho chị đi. Bỏ riêng lên cầu thang luôn. Tối nay có lên phố sơ mi rồi. Lên phố sơ mi còn ít. Chứ này em lên sau nha. Để đỏ đô cho Châu Mỹ Trang. Để em lên nguồn riêng. Châu Mỹ Trang hết đỏ đô rồi nha. Riêng bé cho để khách keo đã nè. Túi xám đây hả? À. Để lên quần riêng bé túi để khách keo đã nè. Túi xám Thảo Nguyễn. Có lên phố sơ mi đó. Cái này còn con cái là gấu màu bò. Không phải gấu màu đậm. Gấu này gấu màu đậm. Chị nào lấy gấu màu đậm chút gấu màu đậm trong đây là được. Ui. Này gấu màu đen để cho Hạnh đi sao? Gấu màu đen như thích con này em cũng ơi. Con này chắc. Hai hai con đi, hai con đi. Bỏ cho em hai con. Thì hai chị em ai tờ lạnh lạnh ở nhà ai ưa mang mang. Tao suy nhà em hết rồi. Hai con gấu. 9 giờ mà buồn ngủ gì chị? À, em đang mang còn không? Còn gâu công em đang mang. Còn con. Túi xám còn con cá này cho chị. Còn con cá cái mã này như cùng mã túi con chị mua bò bò nên phải túi bò. Gấu đậm là cái đây nè. Không, gấu đậm hết luôn. Ê đứa mà. Ê đứa mà. Túi. Túi. Còn con túi màu bò này nữa này chị em mình nó hết rồi đó. Chọn hết luôn rồi. Thằng nó bữa nay cho vô bao cam đi chị. Thôi đến đây. Màu xám hồi xí em biết cho mô. Cứ cho vô bao cam đi. Túi xám hết luôn rồi nha. Túi mặc áo nạc nạc nè. Cho chị Nguyễn Thư luôn đi. Cho chị Nguyễn Thư luôn đi kìa. Cho chị Nguyễn Thư nữa là hết rồi. Rồi hết. Túi màu bò nữa là hết. Hết túi xám rồi. Còn túi bò này nữa là hết rồi dạ mọi người. Cho em màu hai màu nữa chị. À chị. Ngực. Được cho em màu hai màu nữa. Chị đang đi cho em xe ba tư đúng không? Sao gì cũng được, cho em màu hai màu nữa. Cái này không chọn màu nhé. Hai màu sẽ không chọn màu. Không chọn màu nhé. Cái này là chị kẹp một cái màu nâu rồi đúng không? Chị kẹp đúng mã nào chị cũng kẹp một cái màu nâu. Màu bò này sao? Tướng màu bò. Không chọn màu nhưng là cái màu này không hề có một cái màu nổi. Không có màu đỏ, màu đồ như vậy mọi người. Không có màu đỏ, màu hồng đậm rồi gì hết. Có ba tông màu này thôi, nhà em bốc đại nhé. Nhà em bốc đại thôi. Size 34, size 36, size 38 và rất là lâu là em không lay ống ngực. Không, không phải cái mũi chích dắt đâu. Đó. Có cái nữa thôi, đó cái thôi đó. Có cái với cái mình đang mang nữa là hết. Thì Lê và Thì Dương hết nha. Chị Thì Dương này chị chốt đơn với xã đơn. Thế thôi cho Bích Nguyễn. Hôm bữa chị xã để cái đơn để cho lấy thật là lâu xong xã rồi. Cho Bích Nguyễn hết. À, nghĩ khách quen để cho từ từ lấy để xong đã cả tháng rồi xả đơn. Mình mua hàng mình cũng phải ấy chứ, người ta đã khách quen, người ta đã để cho ghé lấy xong. Ok. Đã xong rồi. Cứ bò cho Bích Nguyễn nha. Rồi cho nguyên con này lên mã ngực. Rồi cho nguyên ngực này, 34 36 38. 34, 36, 38, 40 độ. Ôi lộ. Như cái miệng, cái quen là 40 độ lên. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Hết, còn mỗi màu này là hết luôn rồi đây. Sạch luôn. Chị nào thích cái này thì lên mã nail. Nail màu bò nữa là hết. Hết túi bò rồi. Nail bò nữa là hết sạch.
Thấy mã luôn á, vợ mình không còn mã nào nữa luôn ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. 40 độ lên 62 độ về. 34, 36, 38. Nè chị em mình ơi. Không. Giờ không có ngực, ngực cúp chị ơi. Nè nó đã lắm. Mốt vừa phải 3,5 phân. Mốt vừa phải 3,5 phân. Siêu mềm, dòng này gọi là siêu mềm. Cứ mua thử đi chị em mình ơi. Dòng xịn nhá. Ngực xịn. Chị em mình thích cái này lên mã neo. Neo màu bò chung là được. 34, 36, 38. Mình mang size gì chốt size đó. Hết đi tối nay hết rồi. Tối nay hết đi. 34, 36, 38. Nha, em đưa luôn chị em 135.000 cặp. Thuốc bò hết rồi đó. Nha. Lên mã ngực 135 cặp, khách hỏi miết nhưng mà bữa nay mới lên mới soạn ra để like này. Biển còn lẻ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã dòng này, dòng ngực xình chị em mình đi mua. Cái này mà chị em mình đi ra ngồi mua lẻ người ta bán chị em mình 101, 102.000. Có chị ơi, riêng trai thôi chị, tối nay lên riêng trai không lên riêng gái. Lên cho nguyên mã này ngực 34, 36, 38 nha. Ai lấy ngực nào chốt ngực đó. 34, 36, 38 lên mã ngực kèm size em đi chị em 135.000 cặp. 135.000 cặp chốt mã ngực trong nguyên là được. 34, 36, 38 không không chọn màu nhé, không ngực chọn màu nhé. Chị nào lấy cái này lên mã ngực trong nguyên 34, 36 và 38 và giá em đi luôn chị em 135.000 cặp. Hàng này chị em đi ra mua là 101.000 cá, đúng là dòng ngực mềm ngực xịn như này, này. Rồi chị nào lấy ngực chốt ngực trong nguyên nhé. Thương bé em không nha, thôi một mã chị, một mã thôi. Rồi cứ để sẵn cho em úp được, mã nó còn mà đủ size thì em úp được. Rồi chị nào lấy hai mã này lên mã ngực cho nguyên 34, 36, 38 135.000 cặp. 36 cho Kim Hoa. Áo nguyên đang mang còn nha, áo đang mang thì lên mã neo cho nguyên được, không gọng chị ơi, không gọng mềm cực kỳ luôn. Rồi rút cho em cái này chị Nguyễn với Phan size sẵn, em đi từng mẫu cưng lắm luôn đó. Rồi chị nào lấy ngực chút ngực. 36 cho Phong Thanh là đi. Ngực kèm size. 36 Phong Thanh. Rồi ok, chị nào lấy ngực chút ngực đi. Em lên chị em ring đi, em chờ nè. Tương tác cho em đi. Em lên ring nè. Rồi rồi, từ từ chị. 38 cho Hoài Thu. 87. Lên ring dài nha. Ring dài nhưng mà 30 độ về thôi. 20 độ lên, 30 độ về thôi. 20 độ lên, 30 độ về. 36 cho Lê Kim Long. 36 cho Phan Hồng Long. Đạp đi chị ấy, gì bị bóc đi cho nha anh kìa. 36 cho Phan Hồng Long. Chip Nam em còn. Phan Hồng Liên. Chị vậy. Không, em không tách một cá đâu chị. Còn cái chip Nam á. Không thôi. Cho em lên mẫu luôn á. Em không đi một cá đâu chị, em đi một cặp. Xem like nhà Nguyễn tốn tiền quá. Không, cái này chị em mình đi ra ngồi cũng cao mà. Làm chi có cái gì size 34 là tầm bao nhiêu ký là gì? Size 30 là gì? Có cái nào size 30? Trời ơi. Mềm và giãn đẹp nha chị em mình ơi. Nè. 36 cho Trần Minh Nguyệt. Nè. Đứa nào mà ví dụ như vậy. Dài dài có thể lật lên xíu. Em không cho chọn màu đó chị, chị nào chọn màu không chút đâu. Em nói từ nãy giờ rồi mà. Giống như là ring hai da ấy. Chị ơi lên size, chị nào chọn màu không chốt. Chị nào mà chọn màu gì em không chốt đâu nha. Chị bóc kìm em cái quần chip á. Ở bên này nè. Không, đang ấy, đang qua mẫu khỏi. Em đi lên liên tục cái khách chốt size. 36 cho Hà Lê. 36 cho Phan thì quý hết nha. Thấy 36 nha. 1 20 độ lên trai thôi nha. Nếu như mà dài giống như dòng ring hai da á, trời lật nhẹ cái like. Ờ chốt sau đi cho nó nha. Này áo neo dài tay màu kem, áo neo dài tay màu kem con này ớ à, thế nãy còn con này nè, 149.000 đây chị. Thế còn một cái túi neo túi nâu nè, túi nâu nè. Từ từ chờ em xíu, từ từ chờ em xíu nha. Áo đang mang là 149.000 con. Từ từ em xíu em sang luôn chị em mình mã này luôn. Đây chị em mình hỏi cái này. Chip Nam xịn nha. Hàng này là hàng xuất Nhật. Cái này em không đóng đóng hộp nha. Chị đóng túi zip hai cái, không đóng túi hộp. Vì đóng túi hộp ra kiểu gì vậy em tưởng bất thôi. Nha, size này dành cho những anh nam nào từ 55 độ lên và 72 cái độ về là có size nha. 55, 7, 3. Áo nào 149 cho kho sĩ đèn tường. Không. Đàn thì ánh tiết giờ để phao nữ không còn một cái nào hết. Thì ở đây chị bắt một cái phao nữ.
không còn cái gì hết trơn. Giờ em liên bán một đăng CS kìa, hết rồi, hết đỏ rồi chị Tiết ơi, không còn cái gì hết chị Tiết ơi, không còn một cái gì hết. Sao Duyên Duyên làm gì có Duyên Duyên đâu có chừa lại được cái nào đâu. Có màu đen rồi nhá, từ từ kiếm đi nhờ. Tưới màu bò đây nè, tưới màu bò, tưới màu bò đây nè, neo màu bò từ từ chiếc tưới bò nữa à. Không có dặn một chiếc quần chị, em chỉ còn chiếc tâm giác, chỉ còn chiếc tâm giác, chỉ còn dặn chiếc tâm giác. Cái hàng này em nói là người ta chạy là đóng hộp ba con là 99.000, chậm xíu hết trơn rồi đó. 99.000 ba con chạy ra 33.000 con đúng không? Em đi luôn chị ở mình là 60.000 bốn con, kèm luôn dùng số ký là chạy ra 15.000 con ấy. Không đóng hộp, đóng hộp để làm gì chị em mình ơi, tốn thêm cái tiền hộp thiệt. Một cái hộp xong người ta đóng ra áo neo, em còn áo neo còn cá này, còn cá trên em mang luôn đây nè, phát luôn đi chị, phát luôn đi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã ship nam kèm cho nguyên cái số ký là ok nhá. Nè, thông hơi, hàng thông hơi nha. Chị nào lấy cái này không có size M đâu chị, 1X, 2X, 3X chị em cứ lên kèm số ký cho Nguyên là được. 1, 2, 3X kèm số ký luôn cho Nguyên là ok. Lên mã kiếp nam kèm số ký em đi chị em 60.000, 4 con chạy ra có 15.000 con. Mà em nói không có khi nào mà chị em mình mua ra ngồi mà chị em mình mua con hai con. Kiểu gì chị em phải mua 5 con, 4 con ra chồng. Kiểu gì cũng phải mua nhiều cho em, nói thiệt sự luôn nha. Dòng này mang sướng nào giờ em chạy dòng này, dòng này nhá, thông hơi, kiếp thông hơi cho Nguyên nhá, kèm cho Nguyên các số ký vậy mà thôi, đến 72 kg, đến 72 kg nha. Chị nào lấy cái này lên mã kiếp nam kèm số ký em đi combo 4 cái là 60.000. Kiều lấy cái gì đó, lấy cái gì ta, bỏ cái này cho chị Phạm Hiếu, cái đang mai chị Phạm Hiếu rồi, áo nào đằng sau chút rồi chị ơi. Rồi ai lấy cái này cứ lên luôn dũng mã kiếp nam kèm số ký, có cả màu đen rồi nhá, có cả màu đen, 55 độ lên, 72 cái độ về là có size. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Phao nam em còn mỗi màu đen chị ơi. Phao nam hiện tại em còn màu đen. Rồi chị nào lấy chip nam, chốt chip nam. Cứ chốt chip nam trong là được. Nhà Nguyên đóng cứ giết nhé. 1, 2, x, 7, x. Nhà Nguyên có người là mua cả chục này, chục kia, mua cả chục luôn. Thiệt thì mua quen rồi, cứ hết. Còn áo thun nam không chị ơi. Cứ chỉ ví dụ tầm 2 tháng, 3 tháng rồi bắt đầu hỏi cái này luôn. Mua cả chục, mua cả chục. À, chị nào lấy cái này lên mã chip nam cho Nguyên nhé. Comment mã chip nam kèm số ký. Còn máy của nó chưa 6 cây luôn hả? À, dạ, bóc lên cho em đi rồi em đi sao em đi cái này để khách chờ. Này. Rồi cho Nguyên mã này mã 1, hàng mềm hàng giả nhé. Con này hàng mềm và hàng giả cái gì mà nói. Rồi chị nào lấy chip nam cứ lên chip nam cho Nguyên nhé. Okay, 40 độ lên, 62 độ về là có sai. À nhầm, 55 độ lên và 72 độ về có sai, lộ nha. 55 độ lên, 72 độ về là có size cho mã chip nam. Rồi riêng bán cho Nguyên này, mã số 1 cho Nguyên kèm size. Lên mã 1 kèm size. Chị ơi trải cái này ra giùm em bóc size với. Chị mình chỉ phân size rồi đó. Trải ra rồi bóc như vậy. Rồi chị nào lấy cái này, trải ra giùm em cái rút mẫu cho em. Đánh mã này lên mã 1 giùm em đi. Đánh mã số 1 luôn cho chị. Em đi luôn chị em con này 115.000 riêng xịn nhá. Riêng xịn nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 1 cho Nguyên kèm size. Hết ngực 36 rồi. Chip nam chị em mình cứ lên chip nam kèm size cho em đi. Rồi cho Nguyên con này. Lót lông nam không còn đâu chị, không còn lót lông nam đâu. Nhà em hết sạch xanh. Có size gì phân size sẵn đâu chị kìa. Lấy chú ký Thảo Đinh Thị nha. Chị có một cái chị hoành tròn lại cho chị. Rồi cho Nguyên con này. Lên mã 1 kèm size, không có đến 32 kg đâu chị, toàn bộ cái này đến 30 kg thôi. 20 độ lên, 30 độ về thôi. 30 kg. 20 độ lên, 30 độ về. 1 nha. 20 độ lên, 30 độ về thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé, mét tư ngắn chị ơi. Mét tư ngắn, 30 kg á. Em nói 30 kg. Thằng mập chị mét mấy vậy? Mét 3 độ về là được. Mét 3 độ về. Mét 3 mấy đứa tầm khoảng lớp 1, lớp 2. Cái này dòng này cho mấy đứa tầm khoảng lớp 1, lớp 2 vậy mà nó. Nha. Tầm lớp 1, lớp 2 độ về là được ý. Rồi chị nào lấy cái này từ 20 độ lên, 30 độ về. Rồi lên mã số 1 chốt đi sao. Chốt lên mã 1 cho Nguyên nhé. 3 mấy chốt. Đây nè. 26 kg nè. Đưa đây đọc cho chốt nè. Tới đâu rồi? 26 cho Lưu Bảo Lan. Lưu Bảo Lan, 23 cho chị Hoa Đòn. 23 chị Hoa Đòn. 32 không có chị ơi. 30 cho chị Thu Thủy. 22 có, 22 có.
Em không gom với đơn cũ nha, toàn bộ đơn cũ là em đẩy đơn hết, không gom đơn cũ em nói trước nha. Đừng gì chị, em thấy cái đơn từ cách đã 2 ngày mà cứ chị mới có đơn trưa nay bỏ vô chị nha, em không gom nha, em nói trước nha. Rồi chị nào lấy cái này. Riêng bé đây chị nè. 30 cho chị Ngọc Trang. 30 chị Ngọc Trang có rồi đúng không? Size 20 chị Đinh Thị Bích Thủy. Không, cái này không có 12 chị ơi. 22 chị Thu Thủy luôn. 22 chị Thu Thủy. Hai hai đây, hai hai đây nè. Mã Thu Thủy có một mã rồi nè. Một mã nó size 30. 22 chị Thu Thủy nè. Size 30 chị Bích Hà còn không? 30 chị Bích Hà, bé trai chị ơi, bé trai. 28 còn không? À, em đi mấy tiền ta? Em đi mấy tiền ta? 115.000 đó chưa đọc giá luôn á. 115.000 con thôi. Cái hàng này chị mình đi mua 150, 160 đó. 28 cho Lê Quý à. 28 cho Lê Quý. 25 còn không? 25 còn. 24 26 đi chị, cho chị Liên Pha 115. 22 không có 32 gì nghe. 22 22 có. 22 Chuyên Nguyễn có đơn ta. 115.000 chị. Em chưa nói, tưởng chưa nói giá. 22 22 còn không? Còn 24 ký. Còn 24. Thế hết rồi. Không có 45, chị bảo có đơn mà sao không thấy chốt. Chuyên Nguyễn. Kiểm tra thử. 22, chị Linh Phương có rồi đúng không? Linh Phương có rồi. Rồi vứt cho em cái đi chị, lên mã ha, vứt cho em cái đi. Đẹp ghê luôn á chị em mà nói. Này. Chốt 30, đứa nào cao cao, ví dụ đứa nào cao cao đến 32 cũng được. Nói chung là tầm 30 32 được. Mã 1 size 30 còn không? Hết rồi. Hết size 30 à? 28 ký thôi. Còn 28 đổ về thôi. Rồi lên mã số 2 cho Nguyên đi dạo mình thôi. Comment lên mã 2 kèm size. Nha, chốt mã 2 kèm size từ 20 đổ lên và 30 32 đổ về thôi. Em nói mềm cực mềm nha chị em mình nói. Riêng đẹp như thế này á, đây chị em mình 115.000 bằng chị em mình mua con quần sọt cho nó thiệt sự luôn. Nha, cho một con quần riêng dài đẹp như thế này. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 2 sượt nhẹ và hàng mềm hàng giả. Hết mã 1 nha. Mã 1 hết size 3 rồi. Rồi còn cái mã 1 lại đi xả cho nó gọn, xong cái mã nào còn lại cái mã đó cho nó gọn, bé trai vậy ơi. Rồi lên mã 2. Mã 2 size 22 với size 32 chị Tiên Nguyễn. 22 với 32 luôn chị Tiên Nguyễn. 30 32 đó. 30 32 chị Tiên Nguyễn. 32 đó, 32 rồi. 22 chị Thanh Mai. 30 chị 115.000. Thanh Mai. Size 30 cho chị Ngọc Phượng. 30 cho Ngọc Phượng. 29 còn không? 30 trên tay Nguyên cầm cầu. Trên tay Nguyên cầm. 29 còn không? 29 30 đây đúng không? 29 30 đúng không? Chị Thúy Kiều Phạm. 23 chị Chuyên Nguyễn. Thúy Kiều Phạm. 23 chị Chuyên Nguyễn hết xe to rồi chị ơi. 23 lấy xe 24 hay 23 Chuyên Nguyễn. Lấy xe to nhích lên xíu đi chị, đừng sụp xuống mà nhích lên đi. Chuyên Nguyễn. Chị Chuyên Nguyễn. Hết 24 rồi nha. 29 hết rồi. 29 hết rồi. 24. 24 cho Phùng Thị Tâm. À Thanh Mai hồi nãy là 25 ký nhá. Bỏ của chị Thanh Mai lại. Thanh Mai hồi nãy là 25 ký. Cứ bóc mai thì chị bóc. Thanh Mai bỏ ra lấy size 25, 25 ký chị. 25 lấy 26 cũng được. Chị Thanh Mai. Ba hai ký hết rồi chị, hết size to, hết size to rồi chị nhá. Rồi tiếp đi chị, hết size to, hết size to nhá. Mỗi mã có được vài ri thôi, em đi chị mình 115.000. Rồi lên mã này, lên mã 3 cho Nguyên. Lên mã 3 toàn bộ ring, ring dài, ring giãn, ring đẹp hết á. Nè nè, phía sau hắn đi chị mình nói. Chị Chuyên Nguyễn có đơn không đó chị? Rồi cho Nguyên con này lên mã 3 cho Nguyên nhé, kèm size. Cái này in là một kiểu xước nhẹ đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị nào lấy mã 3 comment mã 3 nhé. Đưa cái điện thoại kia đây xem. Đưa điện thoại kia, đổi cái điện thoại này. Rồi cho Nguyên con này mã 3 kèm size nhé. 40 độ, nhầm 20 độ lên, 30, 32 độ về. Rồi cho Nguyên mã 3 cho Nguyên kèm size. Mã 1 hồi nãy size 8 hết rồi đúng không? Mã 1 hết size 8 rồi chị. Mã 3 size 30 cho chị Phương Nguyễn.
30 chị Phương Nguyễn 901. 29 cho chị Lê Nguyên. 29 chị Lê Nguyên. 29 thì lấy 30 trên tay em đó. Lê Nguyên. Còn 32 hết rồi đúng không? Cái này có 2 ri à? 2 ri thôi. Nè, cái này chị Lê Nguyên rồi sao? Lê Nguyên. Hết size to chị ơi. Hết size to nhé. 20 kg chị Ngọc Phượng. 20 kg chị Ngọc Phượng. 20 chị Ngọc Phượng. 28. 28 còn chị? Còn. 28 chị Phương Thảo. 29 hết rồi chị ạ. Phương Nguyễn. 22 chị Chuyên Nguyễn. 22 chị Chuyên Nguyễn. 22 ở bên kia, đầu nhỏ nhất là bên kia, cứ đứa xếp qua cho nó nhanh mà. Chị Chuyên Nguyễn. 26 chị Lưu Bảo Lan. Đánh gì có, ý là răng mà bộ. Bị lỗi à? Bao nhiêu ký? 24 còn không? Còn. Chị Thu Thủy. 32 hết rồi đúng không? Hiện tại còn size gì đó? 28, 26, 24. 28 đổ về thôi. 24 đổ lên 20. 24 đổ lên 28 đổ về. Nha, hiện tại còn 24 đổ lên và 28 đổ về. Nha chị em mình ơi. Nguyên đang còn 24 đổ lên 28 đổ về, chị em mình chốt ok. Chị nào lấy chốt trên tay nhá. 24 đổ lên 28 đổ về nữa thôi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên mã 4 đi. 47 kg. 7 kg thì còn cái gì nữa đâu. À, màu đen CS. Nói chung tầm khoảng 1m3 đổ về. Tầm khoảng 1m3 đổ về 32 hết rồi. Rồi cho nguyên con này mã 4 đi chị, vứt mẫu lên cho em với. Đó kìa. Rồi cho nguyên con này lấy mã 4. Chị nào lấy mã 4 comment mã 4 cho nguyên Mickey. Trai nhá, toàn bộ ring trai nhá. Ring cực đẹp luôn. Rồi cho nguyên con này mã 4 nhé, xước nhạt. Chị nào lấy 4 chút 4 cho nguyên nhé. 115.000 con cho mã 4, ít lắm. Cái này có rất là ít. Chị nào lấy cái này lên mã 4, ưa lặt lai lên cho nó đẹp, xước nhạt, hàng mềm hàng giả. Rồi chị nào lấy mã 4 kèm size 32. 30 32 đó. Rồi chị nào lấy mã 4 kèm size 18 thôi. 18 thôi. Sao 28 đổ về thôi à? Cái này chỉ có 28 độ về, 20 độ lên 28 độ về thôi nhé. Thằng Nguyễn Vy mà ta. 20 độ lên 28 độ về nhé. 28 là 9 chị Bình Yên luôn kìa. Cho chị Bình Yên luôn. Bình Yên. Rồi chị nào lấy mã 4 không có size to. Mấy 22 thì ok. Size 28 chị Khánh Đức. Trinh Trai. 22 chị Kim Chi. 22 chị Kim Chi. Kim Chi. 25 chị Phùng Thị Tâm. 30, 32 cùng size đó chị. Cái này không có. Size 20. Size 20 đang mang là size, đang cầm size 20. Chị Kim Chi có rồi đúng không? Kim Chi có rồi. Không, mét 4 chị ơi. Cái này mét 3 đổ về thôi. Mét 3 đổ về. Mét 3 đổ về size. Mã 3 giờ cột lại rồi chị ơi. Không bỏ của chị Khánh Đức ra đi. Mã 4 size 8 về Trần Nguyệt. Trần Minh Nguyệt. Mã 4 size 28 còn. 28 hết rồi chị. Cái này 20. Mã 4 còn hết size 28 rồi chị Nguyễn ơi. Bỏ ra nha chứ không có đâu nha. Bỏ chị Khánh Đức ra. À, em coi cái nó size 28 vậy. À, 28 đây. 28 bỏ chị Nguyễn Thu Thủy. Mã 4 không có size 32 chị. Mã 4 không có size 32. Riêng không có 45kg bé trai chị. À, có cái size cột khủng mà hàng Every. Hàng đó là hàng 175. Trần Minh Nguyệt chứ Thủy vậy. Trần Minh Nguyệt. Nguyễn Thu Thủy là đọc sao không có size. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Rồi tiếp cho em mã 5 đi chị. Một ri thôi. Mã 5 có đúng một ri thôi. Mã 5 có đúng một ri. Vẫn từ size từ vẫn chỉ size từ 20 độ lên và 30, 32 độ về. Lên cho nguyên mã 5 nhé. Chị Khánh Đức không có hàng nha chị nhá. Chị bỏ ra rồi. Rồi chị nào lấy cái này, chị Nguyệt có rồi nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 5 kèm size. Lên mã 5 kèm size. Vẫn là 20 độ lên. Cái này có một ri thôi. Mã này có 1 ri nhé. Rồi lên mã 5 cho nguyên size 32 chị Tâm A. Rồi cho nguyên con này size 30 32 đó. 30 32 đổ về thôi. Nguyên cầm là cầm size nhỏ nhất này. Đang cầm size nhỏ nhất này. Hàng mềm và hàng giả nhé. Chị nào lấy cái này. 28 cho Khánh Đức. 29. 32 hết rồi nhé. Có size 3 có chứ chị. Em đọc từ
18 độ lên 32 cái độ vậy nghĩa 25 có chứ. Rồi ok chị nào lấy cái này lên luôn dùng, không có cặp đâu chị, cái này giờ không có cặp đâu. Rồi 22 chị Linh Phương. 22 đây. Hết rồi nè, còn size chị đó chị. 24 26. Còn 24 với 26 rồi đúng không? Còn 24 với 26 độ về thôi, không có cặp đâu chị. Còn 24 với 26 độ về thôi. Nha chị nào lấy mã 5, còn size 24 độ về và 26 độ về còn đúng hai con. Chị em mình lấy mã cặp cho Nguyên nhé. 24 và 26. Còn 24 và 26 cho mã 5 thôi, không có 32 rồi chị ơi. Hết 32 rồi. Còn 24 và 26. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. 100. Size 19 cũng hết rồi, size 5 số 5 còn 24 26 thôi chị. 119.000 cái chị, à quên lộn 115.000 chị Casu. Rồi lên luôn dùng Nguyên mã này mã số 6. Các bé trai em lên set up riêng từ bữa giờ. Ôi màu này một khối khói mà lon đẹp chưa nè. Ồ. Lon đẹp ghê luôn á. Nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 6 kèm size có ri với mắt. Mà cũng được, mà hơi ôm mông. Hơi ôm mông, màu này đẹp quá nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 6 cho Nguyên nhé kèm size. 20 độ lên. 22 chị Huệ Võ. Mã 6 22 chị Huệ Võ. Đây đây đây. Đây. Đây đây. Rồi kiểm tra thử Huyền. 26 27 cho Huyền Anh. Bơm à. Cái cũng vô chốt lại chị Huệ Võ không chốt đơn không nữa, đừng đừng comment nữa chị ơi. Bơm hàng rồi. Đừng comment nữa chị Huệ Võ ơi. Tiền mẫn, tiền mẫn. Đập là không có rồi chị em nha. Hình như chị này cũng 3 lần rồi. Đập, đúng rồi, đúng rồi. Chị này hình như là chắc là chưa nhận được đơn hàng của nhà em bao giờ. Lãng kinh đấy. Đó, đi được một đơn. Đi được một đơn, xong cứ mua xong xả, mua xong xả. 26, em đánh dấu là không bán nữa đâu chị. Không bán nữa đâu, chị đừng 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 chốt nữa mấy con. Nhà em Thí Kiều Phạm 29. Không bơm. Nhưng mà đã đánh dấu là không bán hàng nữa, tại vì cứ mua xong gom đồ gom biết xong xả. Cứ ít quá xong xả. Nha, nên là nhà em không chốt đơn nữa. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng Nguyên. Cứ mua cá xong cứ để miết xả là nhà không chốt nữa. Mới xả đơn hôm thứ hai này. Chị chỉ nhận được một đơn. Em nói ít nha, ra đơn của chị phải xả hai lần rồi. Đấy, cái, nhìn cái tin nhắn là biết rồi. Còn 24 cái à? Cái này khách chốt rồi. Cái này dài. Khách chốt rồi. Rồi lên mã 7 cho Nguyên. Rồi lên mã 7 cho Nguyên. Em đọc tên là có nhé. Rồi lên mã 7 cho Nguyên. Đẹp, mã nào cũng đẹp, em nói thiệt sự luôn. Nè. Trơn đơn giản vậy mà. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Ok, kim chi có. Còn em mã này là mã 7 kèm size. Vẫn là 20 độ lên. Vẫn là 20 độ lên. Em nói mua hàng mà cứ mua xong gom, xong là mua một cái không chịu đi đơn xả là lần sau em không bán nữa. Vì không phải là một đơn là em đã đơn đi luôn. Ít ra phải 2 like, 3 like không chịu đơn nhà em mới xả. Rồi lên mã 7. Okay. Mã 7. Lên mã 7 xe 32 gì Phạm Phượng. Con ri thôi chị. 30 thôi chứ. 30 32. Con ri chứ mấy. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên đó. Cắm sạc cái sao? Cắm sạc cái hết pin rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 7 cho Nguyên là được. Chút mã 7 cho Nguyên là ok kèm sai. Mã 7 kèm sai giờ còn sai 28 độ về thôi. 20 độ lên 28 độ về nha. Lên mã 7 kèm size đẹp cực kỳ luôn. Giá đi chị em mình 115.000. Ring mềm và ring giãn nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên 7 cho Nguyên là được. Size 32 em hết rồi chị. Hết 32 rồi. Cái đứa làm hộ mấy 3 độ về là ok. 32 hết rồi cho mã 7 hết 32 rồi chị ơi. 26. Ừ. Còn 26 không? 26 gì Lưu Bộ La. Mã 7 26 gì Lưu Bộ La. Rồi lên mã này mã 8. Chúc mã 8 cho Nguyên đẹp chưa? Comment lên mã số 8 cho Nguyên nhé, đẹp cực kỳ luôn. Giãn mềm xước nhẹ, cái này nè, hơi ngầu ngầu xíu. Nè. Rồi lên mã 8. Chúc mã 8 kèm size. Thì có khi gái ăn mông trang được cái chứ gì? Mã này ăn gái ăn mông trang được thì. Ê mã này ăn gái mông trang vô tư vậy em ơi. Mấy cái mã này vô tư luôn ấy. Gái nó cũng ok luôn á. Chứ không đợi trai đâu. Lê Văn có nha. Mã 832 cho Duyên Võ. Lê Văn có mã 6 rồi nha. Thì Thu Thủy ơi, thôi chúc đại mã nào đó đi chứ chị lên cặp khó lắm, chúc mất cả rồi. Xa 26 chị mèo nga. Xa 32 hết rồi. Rồi còn 20 độ lên 28 độ về thôi.
20 độ lên 28 độ về. 28 trai 30. Mang được, gái mang được luôn. Gái mình mang ok luôn, kiểu mà nó size 25 còn đúng không? 25 còn không? 24. Cho chị nhỏ Phương. Nhỏ Phương. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Em đơn giản như thế này nè. Trẻ mình không, cứ mua cái có nha. Mua cái xong bạn biết. Em nói thật sự không phải là một like nhà. Em không phải khó một like cho đi đơn. Không đi đơn xả đâu. Em mới để máy like. Mà đợi biết bao giờ để cho chị em mình rảnh để chốt đơn. Thà như thế không chốt đơn cho khỏe. Rồi nhá, 20 20 nè. 20 nè. Cho Hồ Hương. Hồ Hương này thì chỉ xuống 20 thì Thu Thủy. 20 kỳ Thu Thủy. Không nhiều chị nữa, như kiểu như thế đó. Cứ mua vô mua một cái ao ra xong. Khó quá thì thôi em ơi, xả đơn đi em ơi nha. Đó. Trong khi hàng chắc đóng đi tìm đơn gom rất là cực luôn. Rồi trong cái mã chính. Con này dạng kaki. Ôi trời ơi. Con này dạng kaki trong mã chính nhé. Kaki. Chị nào lấy chính lên chính. Nhỏ Phương có đơn gì ta? Bữa giờ có đơn like à? Đi đơn rồi chị nhé. Đi đơn rồi chị ơi. Đi đơn rồi chị ơi. Rồi lên con này mã chính nhé. Con này lên mã chính. Con này dòng bò giấy. Rồi chị nào lấy cái mã chính lên mã chính. Nhào nhìn thì giống như là một con kaki á. Rồi chị nào lấy mã chính chút chính cho Nguyên là ok. Chị nào lấy chính chút chính. Đang chút đơn 2232 luôn. Y cặp kỳ Tuyên Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, đẹp. Mang giày thể thao thì con này quá là đẹp. Rồi ai lấy cái này lên mã 9 kèm size. Lên 9 kèm size cho nguyên nhá. 115.000 con cho mã số 9. Chị nào lấy mã số 9 chút mã số 9 nha. Lên 9 kèm size. Khoảng từ 20 độ lên. Mọc chống thấm hình như còn ít đó chị. Khoảng 20 độ lên. Và 20 30 độ về. Ta cái tuyết cái hộp em lên hồi trưa rồi. Còn lẻ xíu em lên sao nhé. Mã 10 này có một ri cho dạ mình nè. Khoảng 20 độ lên 32 độ về. Rồi cho Nguyên con này lên mã 10 cho Nguyên nhé. Giống như con này giống như là riêng 2 da vậy. Mình này mua cho người lớn nè. Mềm cực. Cái này trơn đơn giản vậy mà. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 10 nha. Đây là riêng 2 da mềm giả. 115.000 cho mã 10. Chị nào lấy mã 10 comment mã 10 lên cho Nguyên nhé. 11, 15 còn ri thôi chứ mất. Lên mã 10, sau này gái bông trang được luôn. Để mình mua về cho gái bông trang vô tư luôn. 115.000 con riêng dài nhá, mềm lắm. Rồi chị nào lấy 10 chút 10 cho nó nhanh. Con ri chứ mấy. Rồi lên mã 10 kèm size. Một ri duy nhất 10, chị nào lấy 10 lên 10. Em nói từ, em không nói đi, nói về nha chị nhá. Em cứ nói khách hai xả là em bỏ đơn thôi. Em không chốt nữa chứ gì đâu có khó. Đơn giản thôi. Thiệt sự mất công tốn thời gian đôi bên ấy, thì đã không ấy thì xả thôi chứ có gì đâu. Xả thì làm sao không chốt nữa. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên chứ. Để chị nào cũng vô mua một cái xong ao ra xả. Mà thấy không, chị em mình thấy mỗi lần xả xong em phải xả lỗ. Mà cái con người ta chốt đơn, người ta ghi thông tin, người ta nhắn qua cho mình. Nhắn đi nhắn về, gọi tới gọi lui. Mà khó kiểu gì, em biết khó kiểu gì luôn. Còn chị nào chị mà cảm thấy chỗ nào rẻ hơn, chỗ nào dễ hơn thì chị ấy. Còn ai phục vụ kiểu đó được thì ấy thôi. Cái gì đâu có, đơn giản. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Mã này mã 11 rồi, cái này cưng ghê. Này, chị nào lấy cái này lên mã 11 cho Nguyên là được nha. Chốt mã 11 cho Nguyên là ok. Cảm ơn mã 11, kèm size. Ủa cái này, mấy kiểu lon lon này cưng ghê luôn á. Cái này gái mà ăn được ngầu nè. Nè lên mã 11 kèm size có 1 ri à? 2 ri à? Ư trong mập à? Ông ăn, ông muốn 2 kia, ông ăn hơn 11, 22, 32 cho Tiên Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 11 cho Nguyên là được. Cảm ơn mã 11 kèm size. 11 size 21 cho chị Hợp Nguyễn. Rồi lên mã 11 kèm size. Cho chưa mở lát quá một chút được à. Rồi chị nào lấy cái này không có size lớn hơn đâu chị. Size này tầm 30, 32 đổ về thôi. Cái 20 đây, cầm cái này ba. 20 đây. Anh cho Hợp Nguyễn. 25 cho Phùng Thị Tâm. 25 chị Phùng Thị Tâm. 26 cho chị Nhỏ Phương. 26 chị Nhỏ Phương giùm em chị. Rồi ok, chị nào lấy mã 11 chốt. Mã này nó lon lon đẹp lắm. 115.000 con nha. Chị nào lấy cái này lấy mã 11 cho Nguyên nhé. 115.000 cho mã 11. Size 23 chị Diệu Hồ. Size 23 chị Diệu Hồ. Bốc size 30 chị Kiều Trang Phan giùm em chị. Kiều Trang Phan. Kiều Trang viết liền không giấu. Kiều Trang Phan. Kiều Trang Phan.
Rồi ai lấy mã 11 nữa lấy mã 11 cho Nguyên nhé. Khoảng đi 115.000 con thôi. À, hồi trưa hay hôm qua em sale cái con áo áo thun 39 này, 39 49. Trời ơi, mix với những con này là quá ok. Nha, rồi tiếp. 26 cho cô Mơ. 27 còn không? 27 còn không chị? 27 cho chị Nguyễn Vũ. 20 hết rồi. Còn cái 27 28 thôi. Còn cái 27 28 thôi. Hết size hết size 20 rồi, còn một cái 27 27 28 nữa là hết. Rồi tiếp luôn cho em một cái nữa chị. Rồi 12. Đẹp mã nào cũng đẹp, giá này. Còn Evring à, Evring cũng còn lại. Sẽ có lên áo bé không? Áo bé mới đi chi chưa, hôm qua em xem gần hết rồi, áo thun lẻ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 12. Chốt lên mã 12 kèm size, khoảng cùng là 20 độ lên nha. Và 30 32 độ về nè. Đơn giản đẹp như vậy mà thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Chốt mã 12 kèm size, 115.000, riêng mềm, riêng giãn, riêng đẹp nhé. Size nhỏ không? Chị giờ hỏi lại không biết đâu chị. Đặt tên là có nha, hỏi lại là bó tay luôn. Cái nãy có một mã đâu mà chị không nhớ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 12. Chốt mã 12 kèm size. Khoảng là 20 độ lên, 30 32 độ về cho mã 12. Chị nào lấy mã 12 comment mã 12 lên luôn dùng nguyên nhé. 20 độ lên, 32 độ về là chốt đẹp nha. Chị em mình lên mã 12 giúp Nguyên nhé. Em đi luôn chị em mình 115.000. Rồi chị nào lấy mã 12 comment mở 12 tiếp mã cho em. Cái này ghi 20kg đi sao. Ghi cái này 18-20kg. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên này. Còn một mẫu nữa thôi. Ê cái nãy cái màu đỏ đô có gì? Thấy cái len màu đỏ đô à? Rồi cho mã này mã 14 đi. Thì cho mã 14 đi, không cho mã 13 nữa, cho mã 14 cho em đi. Rồi cho nguyên con này 14 màu khói. Mấy cái kiểu lon lon này ngầu đẹp ghê luôn cái dạo mà này. Nè. 30 32 cùng một size chị. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 14, cái này kiểu nào của nó là một khói á. Chị nào lấy mà nó quách màu kiểu lon 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 như thế này nè. Rồi chị nào lấy cái này lên khói cho nguyên, còn hai mẫu nữa là hết rồi á. Hai mẫu nữa là hết riêng dài kiểu này rồi, 115.000 con chị. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã 14. 14 kèm size, khoảng là 20 độ lên và 30 32 độ về là có size. Rồi chị nào lấy mã 14, giãn nhẹ mềm đẹp nhé dẻ mà ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 14 ngầu. Cái này quách màu đẹp nè, màu khói khói quách màu đẹp nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 14 nha. Lên mã 14 trong là được kèm size. 14 14 nhé. 20 độ lên và 32 độ về cho mã 14. Rồi cho một mã nữa là hết. Đi nhanh luôn chị. Rồi mã 14, chị nào lấy mã 14 chốt mã 14 kèm size. Rồi một mẫu nữa là hết nha. Giá đi chị, mình chỉ có là 100 size 32 đi. Màu xanh đâu có chị hả? Đâu có mẫu nào màu xanh đâu đúng không? Hồi nãy giờ đi. 32 cho Nguyễn Thạch. 15. Rồi cho nguyên con này mã 15. Hồi nãy giờ như có màu xanh rồi chứ. Màu xanh, màu này nó ná mẫu 14 nè. Mã này nó ná mẫu 14 chị. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 15. Giống hả chị? À, chữ nó khác thôi. Chữ nó khác xíu thôi. 14, 32 thì Thảo Đinh Thị. Thảo Đinh Thị. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 15. Không, em không dỡ từng cá đâu chị. Khách nhà em cho khách thử hết rồi. Thậm chí con chị nó 42kg. Nó mang hơi ôm cái mông xíu không? Cái này mang cho nó thông thải. Chút 32kg là ok nhé. Con chị 42kg là mang ôm mông. Mang ôm mông xíu. 29. Mã 15. Chút mã 15. Em cho khách thử hết rồi. 15 rồi. Nên là yên tâm. Em không mở từng cái ra để mà coi là thật sự là chị mình cũng không hình dung được. Em dỡ lên chị mình không hình dung được nó to nhỏ như thế nào đâu. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Comment mã này. Sáng thì hồi nãy có màu xanh thôi chị. Sáng thì hồi nãy có màu xanh. Rồi chị nào lấy mã 15 comment mã 15. Rồi em qua mẫu nhé. Tiếp vô đó chị like, còn F thì like lên sau, chuyển qua like sau. Cho bà xã cái hồ túi hộp khủng trên đó kìa. Đằng sau trên chồng đó chị Nguyệt chỉ phân sai luôn rồi. Đó. Đây trên chồng đó đó hai tay hai chồng nữa kaki khủng hàng Evring
Không, 15 size 30 cho chị Lê Nguyên. Đây còn ri thủng phải. Con này size 28. Con này size 28 chứ. Giá ri thủng chị. Có cái này size 39 nè. Chốt ok luôn, không cần trừ hao. Nhà em đừng có trừ hao, không cần trừ hao nhé chị em mình ơi. Bộ con này là hàng hàng túi hộp mà kiểu của nó là kiểu hip hop á. Kaki túi hộp nhá. Xài size tới 39kg luôn. U là trời. Con này em đi luôn chị em mình 175. Hàng này đi mua mấy trăm nghìn con á chị em mình. Size 39 nhá. Size 38 39kg độ về túi hộp. Hãng này cái này của hãng FG. Xịn lắm nha. Ai lấy cái này lên nhanh tay. 175.000 cái này gần hết rồi. Còn sót mấy con chị nào mà xanh hàng này, nhận hàng con này sướng nha. 175 con này. Con này là hàng cao cấp. Dòng cao cấp 175. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Áo đen phía sau chị mang vừa không? Vừa luôn chị. Không, lấy size 32 đâu chị, size 39. Size 39. 175.000. Size 32. Size 45 nữa nè. Một cái size 39, một cái size 45. Mình mang vừa luôn. Trời ơi. Size 45. Cái size không có size 21. Quần trên cùng á, không có 45 đâu. Đâu, cái này đâu có. Cái đó, khác, cái khác. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Còn size 28 không có size 21 chị ơi. Không có size 21. Nha, chị nào lấy 45 comment mã 45 cho nguyên là được. Cái này cho chị Phương Nguyễn. Không có cặp đâu chị. Không có cặp đâu bạn. Không có cặp đâu chị. Phương Nguyễn có giá mà. Phương Nguyễn 901. 901. Cái này xây nhỏ. Xây nhỏ này mình đi mấy ta? Xây nhỏ em đi mấy ta? 145, 155 à. 145, 155, 165. Khủng là 175. Cưng lắm luôn. Size này dành cho trai nhà mình 17kg, 15-17kg đổ về rồi. 39 đây nè, 39 cho chị Cúc Pha. Con này 17, pha em lên rồi. 175, size to, size khủng luôn, size to đó 175. Rồi cho nguyên con này 145, 145. Đẹp cực kỳ luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Dạ. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Chốt nhanh luôn dùng nguyên con này size 16. Làm em mã 16 cho nguyên là được. Kho bán hết rồi. Size 16, size 18. 25, 35. 16, 18, 35. Size 28 có nè. Con gái size 28 nè. Có size 18 nè. Size 35 nè. Và size là size 15, 16 đổ về nha. Chị nào lấy chốt. Nhận khoảng 25kg đổ về là 25kg đổ về là em đi chị em mình làm. Nhầm, 22 đổ về em chị em 35. Size gì á chị ơi, size gì Thanh Thiếu Duyên ơi, chị lấy size gì chứ. Giá tiền nhưng mà phải lên kèm cái số ký chứ. Không kèm số ký sao không biết chốt. Size 16 đây nè. Size 16 nè. Size 28 cho chị Cúc Pha nè. 28 cho chị Cúc Pha nè. 145. À, 28 là 155. 28 là 155. Rồi còn 18. 18 35. 28 có màu reo. Màu reo có 24. 15 reo có 29, cái này lẻ lẻ thôi. Hàng F-Ring, hàng hãng xịn. Nha, túi hộp ngầu phong cách chưa? Tám đi cậu. Mang cái áo thun hơi ngầu ngầu xíu nữa thì thôi rồi luôn. Mang giày thể thao. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Kaki em nó đơn giản kaki. Thì nó có không có hết rồi, là còn ba con thôi, hết rồi mới hỏi. Rồi chị nào lấy reo, reo có size 32, không có, 24, 28, 24, 28 thôi, cái này là khủng này, khủng 175, 24, 28 hồi nãy giờ dì Phương Yên có con nào, tại vì cái này lấy rồi, lẻ ra rồi, 24, 28 thôi. Rồi chị nào lấy reo 24, chút reo 24 và reo 28, chút reo 28, cái này cũng trai thôi chứ, con gái gì mang cái này. Không cắt như thế này thì trai mang chứ. Rồi, con này ri nè, ri khủng nè. Ri khủng 175. Cái 28 chị Cúc Pha.
155 thì cốt phan. Trời mang quần dài làm gì mà kéo lên tới trên này vậy trời? Nóng. Nóng gì mà nóng? Kéo lên xíu mà. Đây 55kg đây chị, thủng đây. Size 49kg. Không ngắn. Size 52kg. Size 45kg. Rêu có 38. Ôi rêu này toàn size to. Size 28 hết rồi. Rêu 45, rêu 47, rêu 52. 45, 47, 49 và 52. 45, 47, 49, 50 và 52kg có 4 con rêu khủng nè. 47 nè. 175 khủng. Khủng. Rồi 45 có nè. 49, 50 có nè. 52 có, 52 nha. Rồi chị nào lấy cái này, 45 có rồi. Giờ chị hỏi tự dưng 1m58 xây máy thì làm sao một chút. Cái này 26 có. 24 có chị, 24 với lại 28, 29 đó. Rồi con này khủng cho Nguyên nó còn 3 con khủng. Hồi nãy chị nào mà hỏi 35 có màu xanh đen. 45 chị Thủy Ngọc. Hàng hãng đó chị ơi mà nói. Chị Thủy Ngọc. Rồi còn con size 49kg, 50kg và con size 52 cho mã size khủng nè. 175 nha. Size khủng là 175 tiền. 950 cho chị Vy Ngô. Rồi còn 52 cái độ về. Rồi 24 hết rồi con Su Su Lê. À đây rồi 24 đây. Rồi 24 đi. Rồi 24 đi con Su Su Lê. 52 cho chị Tiết Vinh. 52 chị Tiết Vinh. 28 hết chị. À đó 28, 29 đây nè. 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 Trời ơi. Cái này cho chị Phương Nghi một cái. Không có cái này chị Phương Nghi một cái này sao? Chị Phương Nghi cái một 155. 155. Size 35. Size nhỏ là bao nhiêu? Thế, 155. Con đen này có một cái nè. Đen này có một cái, size này là size 35kg. 165. Xanh đen chứ không phải đen nhầm. Con này xanh đen size 35kg nè. Chị nào lấy xanh đen? Ngầu. 145 à. Con nó 155. 155. Từ 24 đổ về dưới 25kg là 145. Dưới 35kg là 155. Xanh đen với chị Vy Ngô 155. Xanh đen chị Vy Ngô ơi. Xanh đen. Cái con. Cái này cũng là ri riêng khủng. 165. Ồ cái này xe to luôn chị em nữa. Hàng này hàng hãng DK. Riêng hãng cho Nguyên nhé. 32 độ lên. 32, 34, 38, 39, 45, 47, 42. Rồi chị nào lấy cái này em đi đồng luôn 165 người nuôi còn con về cuối cùng 165. Đẹp lắm. Ring của hàng hãng ấy, vậy mà nè. Ring của hàng hãng BZK, hàng ring xịn ấy. Dòng này dòng cao cấp chị em mình chỉ ít chỗ nào người ta like cái này đó. Đa số là bán shop thôi. Rồi dòng đa số bán shop, bán siêu thị thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng ring giãn xịn nha nè. 165 nghìn luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng, Nguyên đang có 32 độ lên, 45 độ rồi. Nha. 165 luôn. Thế. 55 chị Phương, Phương Nguyễn. Phương Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã ring kèm size. Ring kèm size nhé. Được chưa? Cầm em mã ring này kèm size. Em đi luôn chị ạ, mình làm 165 nghìn luôn. Sao 45 hết rồi chị, còn 42. 42. Còn 42 đổ về. Không có 45 rồi nhé. Cái này đang còn 42 đổ về. Ta trừ cái lý do ra để quằn quằn để không chịu ngủ đó. Con dọn xong rồi con cho ngủ chứ ba mẹ. Chị con. Hồi nó còn cặp áo sơ mi bé chỗ này đâu rồi hè. Sơ mi trai chỗ này đâu mất tiêu rồi hè. Thôi chiều cũng về đang con không dọn, chiều cũng dọn. Mệt chứ à. Lý thì do con hả? Xong rồi con đây, đây. Mít cái này nữa thì quá ok. Từ từ chờ em xếp 42 nè. 42 cho chị à. Lê Kim Chi nè. 42 chị Lê Kim Chi nè sao? 34 chị Phạm Na ơi lên công ty chơi. Không, cái này 34 rộng lắm. 34 không. Cái này 38, còn một cái 38 và một cái 32. 165. 38 cho chị Hợp Nguyễn. Rồi còn 32.
U là cái này cưng em lên nó rắn rắn cái này nè chị mình luôn. Ôi hiểu thấy chưa, không có được. Mẹ ơi có cái cầu sơn đó hồi con đeo cũng mở đâu mà nó không mở. Con này 32 đổ về này chị em mình ơi. Không làm được thì bỏ chỗ hát nha. Thế nó cũng không mở được. Đó, cắt chỗ hát. Cái gì trên kia? Con này xe 36. U là trời. Xe 36 kg. Hàng toàn bộ dòng này dòng cao cấp hết chị em mình ơi. Mà nó 36 cái dở lắm đi. Không, em chốt rộng hơn chị. Hả? Em chốt rộng hơn chị. Em chốt rộng cho mang thông thả. Thường thường em chốt 37 là con chị 42 kg mang được. Chị em không cần tự hao nhé. Rồi về không. 32 32. Không 36. 36. Trời ơi, chị em con này 89.000 dòng xịn nha. Còn có mấy con thôi à. Xe 36 chị Hợp Nguyễn 89.000. Dòng này dòng xịn lắm luôn ấy. Xe 32 lấy cái màu khác luôn. 89.000. Màu này đang còn nè, màu ghi này còn 32 nè. 35 38. 32 33 35 38. Chị nào lấy màu ghi chút ghi 89.000 con thôi. Rồi cho nguyên màu ghi nhá. Tim bé gái hồi giờ em không lên chị ơi. Có nè, lại. Lấy cái màu này chị ơi. Em còn màu ghi, chị nào lấy ghi kèm size. Trời ơi. Em nói là đẳng cấp luôn, từ đường kim mũi chị luôn. Chị nào lấy màu ghi kèm size. Có size 31, 33, 35, 38 chị em cứ lên số ký. Nói chung là không được, đừng có phá chỗ địa. Các bạn nghe lời. Lơi lượng lên. Lơi thì lượng lên, 32 chị Duyên võ. 32 chị Duyên võ. Rồi chị nào lấy cái này lên không cần tự hao như vậy không đâu. Chị em không cần tự hao nhá, giá lên chị em 89.000. Cái này size đến 35 này. 38 ký có màu ghi này. Cái này có đến 38 cái con màu ghi, dòng này xịn, dòng cao cấp nhá. 35 này. 35 này. 38 này. 53. Còn 38 này. 38 này. Với 31. 38 với 31. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhá. 38 cái độ về và 30 31 độ về. Còn 2 cái. Vàng này còn sót 1 cái, cho 33. 31 cho thấy chiều phạm. Vàng này đang xe 95.000 chị em. Vàng này dài tay này. Vàng xe 38, vàng xe 33. Vàng dài tay đi chị em 95.000. Vàng dài tay có size 38 này. Vàng dài tay đã có size 38 này. Và size 33 nha, cái này 33 này ta. 95k, còn size 38 và size 33. Thì nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Cái này 95. 95 thì dài tay. Dài tay. Ừ, con đang cầm dài tay. 33 còn cái này ghi 38 bộ bì này. Cái này ghi 38 bộ bì này. 95 nghìn, dài tay là đi 95 nghìn. Buồn chi xe đại chị. Evering à? Hãng à? Kaki hãng à? Ôi, trời trời. Ôi, còn một ri kaki hãng. Hàng riêng hãng cho bé. Rồi chị nào lấy đỏ chút đỏ cho Nguyên. Còn màu đỏ nữa thôi. 28, 35 với lại 38 còn được 3 con. Chị nào lấy đỏ comment đỏ. 28, 35, 38, 3 con thôi. Trời, chứ lỡ con chơi lại luôn. Ừ. Con dọn dẹp ông, con quét ông cho sạch sẽ vậy. Hả? Ở dưới con quét ông bàn của ông cho sạch sẽ vậy. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ. Chỗ nào bụi thì con quét. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ cho Nguyên nhé. Em đi chị em một ri hãng nữa. Một ri hãng kaki ra xanh xay hàng hãng. Rồi bỏ xuống cái này luôn. Đỏ 28 với 38 thì cúc pha. Con này 175. Ô xe to đây chị em mình ơi. Xe 43 nè. Ri này cũng khủng nè. 43, 44 nè. 47 nè. 49 nè. 52. 43 đổ lên. 42 đổ lên. 52 đổ về. Ri này ri khủng. Em đi luôn chị em mình 175. Xanh tha khủng nhá. Đã lắm chị em mình ơi. Riêng hả? À quên lộ kaki hả? Cô dặn quần giấc cơ á. Dặn mai chị giấc cơ túi hồn á chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ. Rồi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Kaki Joker túi hộp. Size từ 42 với 47 này. 42 đây. 42 với 47 thì cúc pha 175 nghìn, size 42. Size 42 thì cúc pha
Xe đến 7 chị Cốc Phan. Rồi xe 52 cho chị Tuyết Vinh. Xe 52 chị Tuyết Vinh. 52 chị Tuyết Vinh. Rồi Nguyên đang còn xe 44 và 50kg thôi. Còn được hai con, xe 44 với xe 50kg, đẹp lắm con này. Nói chung là đi hàng hải chị em mình khỏi phải lăn tăn. Có cái giá này. Ừ, cái này cũng khủng à chị. Xe khủng à. Rồi chị nào lấy cái này lên đi dùng bỏ xuống con này thì hai con hai con. Xe 44 chị Thúy Thanh. 44 chị Thúy Thanh. Còn size còn lại 44 chị Thúy Thanh, còn size còn lại cho chị Vi. 49-50 chị Vi Ngô đó. Ủa sao gì con nó thế? Cái size này size gì thải ra đi chị, cái size này size to nhất rồi. Size này size gì thải ra đây? Có cái bì ra chị bất rồi. Không phải đi lại thôi. Nước mặt đặt vô tư. Mày sao 32 được? Lộn rồi. Cô trên cái bàn thì có ông trai không? Nít tay xuống. Nít tay xuống. Khéo đừng có đụng lên ngõ đó nghe. Cái tay này ra. Không có xích được. Không đãi cái lận rớt xuống bể cái chảo luôn đó. Con xích này chút 32 tí. Không có biết mập là ôm đó, biết mập phải lấy cái tay này nè, okay. Biết mập phải lấy cái size này mới ok nè. Mang ưng ôm đúng không? Cái này thì là ưng ôm thì là gái. Rồi cho nguyên con này 32 độ ly. 32 độ ly. Đi cái này đi xả dốc cơ ri. Cái này 32kg. 32kg. Con này 32 độ ly và 42 độ về. Cái này đừng ri. Riêng màu khói. Hàng hãng luôn. 165. Riêng dốc cơ. Hàng BDK hàng hãng luôn. Rồi con này từ 32 độ lên 42 độ về. 32 độ lên 42 độ về quần dài thế này dạ mà nó. Nhưng mà yên tắm dài nhưng mà không có bao ống. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn chuẩn 165 kèm sau. 32 độ lên 42 độ về xịn sò. Là rợi dòng riêng hãng như vậy mà nó. Không có đâu chị. Không có. Không có đâu. 32 chị Phương đi. 32 chị Phương đi. Rồi ok chị nào lấy cái này lên kèm sau. 32 độ lên 42 độ về. 165 nghìn thôi. 165 nghìn. 42 cho hình thị thí đi. Rồi ok còn 38 độ về. 38 độ về. 36 36 cái này cho chị Ánh Băng Mai. Có thông tin chưa ta? Chị Ánh Băng Mai lên thì chị lấy số điện thoại 42 em hết rồi. Còn 38. Còn 38. À đây 38 40. Thì trên Nana 40. Còn 30 tư và size 36 nữa là hết. 34 đổ về, 36 đổ về nữa là hết. Nha, chị nào lấy chút nhanh tay. Còn 34 đổ về và 36 đổ về, còn được hai con nữa là hết như vậy mà nó. 34 và 36 riêng hãng tứ hộp. Chọn quần riêng giấc cơ tứ hộp chắc. Em nó phê pha luôn, vừa mềm vừa giãn vừa tứ hộp phong cách. Nha, chị nào lấy cái này. Ok chị Ánh Mang Mang, còn hai cái, một cái size 34, một cái size 36. Như cái này 34 đi cái size 36 nữa là hết. Còn mã nào nữa không chị, cho em đây mã nữa chị. Bé riêng hãng, riêng cao cấp. Em đi chị ăn đi này. Hàng này là riêng hãng BDK, xe to không? Cũng còn xe to không như vậy mà nó. Ok. À cái này 24 độ lên. 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34. 24 đến 34. Rồi chị nào lấy cái này lên xăm hãng. Hàng riêng hãng đi chị em mình ơi. Toàn bộ là hàng riêng hãng hết. Thôi được rồi, dọn nó được rồi, vô ngủ đi rồi mai ra dọn tiếp. Không phải dọn nhiều. À, mã này cũng đẹp này Duyên. Mã này ngầu Duyên. Đẹp đi. Này nó phối viền đẹp cực kỳ chưa. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên á. Vừa mềm vừa giãn. Chọn cái sớm luôn nè. Chị nào lấy cái này lên xanh kèm sai.
xanh kèm size riêng hãng vậy mà nó riêng hãng từ 24 độ lên và 34 kg độ về 24 đến 34. Chị nào lấy cái này lên hãng cho Nguyên 24 đến 34 xong ngưng like vậy mà nó không ngưng chị lại cái à hồi lại cái nó lên cho em nữa phát cho em này. Lên lên cái bộ na phát nữa rồi em lên em ngưng cái vậy mà nó rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha còn một giây à còn một cọc bỏ này xuống hết sao sơ mi em hết rồi sơ mi em hết rồi sai này đang chị không ngủ là ít là sai chị nhớ cái gì cho con giúp cho thôi đi ngủ đi đánh răng được rồi dở chứ chị hắn lý do đó chị ơi hiểu hàng hết gà đẻ ra hiểu hết gà nuôi hiểu hết thôi không cần đánh không cần đi vô đánh răng rửa mặt cho mày đi đánh răng rồi đi ngủ đi à không bụi lắm đi đi vô đi không bụi đi vô nó chơi xíu rồi ngủ cái này sao đang chị nói sao đang cái này sai đến 70 cái không một mã này thôi chị view ít rồi lên một mã này thôi chị đi vô tự chơi rồi ngủ đi coi không coi không trời có được coi không đi vô phòng không coi nữa trời đâu có gì chơi rồi đâu cái này em có một giây nè sai từ 55 độ lên nhé 55 độ lên 70 cái độ về em đi luôn chị mình à, mã này 100 mấy hàng 165 ta một bộ XL một bộ 2X không còn con nào hết bộ nam bộ hàng hai dai nhé rồi chị nào lấy bộ nam tầm em mã bộ nam tầm em mã bộ nam cho Nguyên sau ngưng like vậy mà nó cột sẵn đó được chị rồi ngưng like vậy mà nó hàng chị mình qua lấy sau nhé bye bye chị em mình luôn thì xong rồi rồi bye bye cả nhà nhé hàng chị em mình qua like ngày mai nha vậy mà nó Nguyên ngưng like nha. À ok, cảm ơn cái size 70 để chị tra hình thì cái Vy lấy size 2. Lấy size 2. Rồi, chị nào lấy cái này, giờ còn size 65 đổ về thôi. Mẹ. Thấy mẫu này hết rồi. Không mày không ăn. Mày không ăn đâu. Thấy 2X mẫu này rồi chị ơi. Còn mã có mũ thôi. Mã không mũ này hết, còn mã có mũ chị thích thì lấy. Xong em ngưng like vậy mà nói lại. Rồi Nguyên ngưng like nhé, bye bye cả nhà, hẹn dẻ mình ngày mai nha. Chị này con dụ mà.